Được chưa? Rồi, chúng ta hôm nay chúng ta tiếp tục qua các phần căn, phần tâm á. Thì cái tâm chúng ta á, là chúng ta biết đó, nếu mà chúng ta tâm á, nó tới một á, nó tính thành một á, thì tâm là cái biết. Thôi nè, nhưng mà nếu mà chúng ta chia tâm mà chúng ta theo hai thành phần á, thì chúng ta nói là tâm biết hiện thế và tâm biết siêu thế. Và tâm biết hiện thế là tâm biết theo của pháp thế gian, tâm biết là pháp thế gian, tâm biết phải pháp thế gian á, thì chúng ta gọi là nó có tất cả là ba, đúng không nào? Đó là pháp thế gian. Thì pháp thế gian đó chúng ta có ba loại là pháp dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Và tâm biết theo siêu thế, tâm biết theo siêu thế là cái tâm biết theo vượt thoát khỏi ngoài thế gian. Tâm trước siêu thế đó, tâm biết vượt thoát thế gian này á, thì chúng ta biết rằng tâm có hai là tâm đạo và tâm quả. Tâm biết vượt thoát khỏi thế gian là tâm đạo và tâm quả. Vậy thì khi ta nói theo hai thì là ta nói tâm biết theo thế gian là theo tam giới, tâm biết theo thế gian là tâm biết theo tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Vậy thì khi ta nói tới dục giới này á, là tâm duyên theo các dục, ngũ dục, còn liên hệ với các dục. Tâm về sắc giới này á, là tâm liên hệ với các tầng trời, các tầng trời về sắc giới. Và tâm biết về vô sắc giới này á, là tâm biết các tầng trời, các tầng trời vô sắc giới của hai bài. Do đó đó thì ta nói theo thế gian á, thì ta tiến ra cái đầu tâm biết vào tâm dục giới, ta đi vào tâm dục giới. Nếu ta nói tới tâm dục giới này á, là tâm biết về các ngũ dục, tâm biết về ngũ dục, tâm biết về ngũ dục về rồi dục ta có là sắc nè, thân nè, khí nè, vị nè, xúc và pháp. Rồi ta nói tâm biết về pháp, về nguồn tâm dục giới. Tâm biết về dục giới này là tâm biết về ngũ dục, về các dục công đức. Nhưng mà sau này á, thì theo cái tiếng Pali này gọi là Kamakuna. Ta gọi là Kamakuna. Xưa thì Hòa Thượng Thích Minh Châu á, dịch á, Kamakuna, chữ Guna này á, là gọi dịch là công đức. Nhưng mà thực ra chữ Guna này không có nói là công đức. Dạ, Guna này gọi là tăng trưởng. Guna này là tăng trưởng. Sắp phải được ha, sắp phải nha. Sắp rồi nè, quý ta sẵn lên rồi. Quý thường viên, quý thường tử ở nhà có khỏe không? Dạ, mình vô cái lo dạy mà quên, không hỏi thăm. Ở nhà có khỏe không? Có khỏe không? Dạ, không, dạ. Cất cách điện á? Ờ, tại vì mình không chỉ mượn điện ta thôi. Thật chưa? Chị Gu Ná này đó, hồi xưa á, Gu Ná hồi xưa đó, thì Hòa Thượng Thích Minh Châu á, dịch chị Gu Ná này gọi là công đức. Thật ra, nhìn cho kỹ cái từ ngữ Pali, chữ Gu Ná này là tăng trưởng. Do đó đó, ta gọi là dịch ra là gì? Là dục. Chị Ca Má này là dục. Ca Má là dục. Thật ta không dịch là dục công đức nữa, mà ta dịch là dục tăng trưởng. Chỉ khi đó là cái tâm biết về cảnh dục á, dịch về dục giới á. Do đó cái này điểm này á, làm cho các hành giả mà tu tập mà còn ở trong cõi sắc giới, còn dục giới của mình á, trong dục giới mình á, thì cái này á, rất là quan trọng. Các quý Phật tử mình biết á, là khi mà chúng ta dương vào trong cái dục á, dương vào dục á, thì lúc nào á, nó không có dừng lại, cứ phát triển lên biết à. Đó là dục tăng trưởng. Nó giống như là một cái chất dính. Khi mà cái chất dính á, thì chúng ta bắt đầu vô dính ít. Khi mà dính nhiều vô nó dính cả nó lầy vào trong đó luôn, người ta khó gỡ ra lắm. Nên trên Gu Ná này Đức Phật Ngài nói rất là quan trọng là sao? Là nó tăng trưởng mãi, nó không xuống. Mình tu tập á là mình tháo gỡ ra. Ta tháo gỡ ra hay ta giảm bớt xuống. Chứ thật ra là khi mà dính vô rồi đó, cái chữ Ca Má Gu Ná này nó dính vô một cái là nó cứ tăng trưởng lên. Ví dụ như ta thích ăn á, cái người mà thèm ăn, thích ăn lắm, mà dính vô cái ăn rồi đó, ăn miếng đồ ăn,
hết cái món này qua món kia mà không có bao giờ ngừng lại, nó tăng trưởng cái tham muốn ưa thích trong đó đó, chứ không phải là cái niệm gọi là ăn. Cái niệm ăn nó chỉ là một cái phương tiện thôi, hay là một cái nguyên do thôi, nhưng mà đằng sau á nuôi dưỡng cái đó đó, hay là làm cho phát triển lớn lên đó, là cái chim vu ná này là nó tăng trưởng siết lên biết lên ra hồng xuống đó. Do đó đó, hồi xưa đó, nếu mà ta dịch chữ công đức này á, ta tưởng nó là một cái gì là tốt, thật ra không phải. Chữ vu ná này là nó tăng trưởng lên. Do đó đó, khi ta nói tới cái chữ dục công dục dục tăng trưởng này á, là quý Phật tử chúng ta phải biết là vậy đó, nhớ. Thì khi ta ở trong cõi dục giới á, ta ở trong cõi dục giới này á, là duyên tâm của ta duyên theo các dục. Các dục là sắc, thân, khí, bị xúc, không nè. Khi mình duyên theo mấy cái đó nó lần miết cái thông xuống, nó lần miết thông xuống. Thì giống như bây giờ nè, như ta là người Phật tử, ta tu nè, hay mà bây giờ ta nói, trước khi ta nói tới niết bàn là giải thoát, là chấm dứt sanh già đau chết và không còn sinh tử luân hồi lại á, có những người ta tu á, người Phật tử ta tu á, họ không chịu. Nếu mà như vậy thì người ta không thích. Cái thường thường á, con người chúng ta dù là Phật tử hay là không Phật tử, họ cũng có cái tính chất là gì, trao đổi. Có cái này họ mới bỏ cái kia, không có cái kia không có chịu bỏ cái này, họ không chịu cái đó. Chính cái đó đó là cái đó là ca mát vô ná của con người của chúng ta ở trong cái dục tăng trưởng này liền. Mình bỏ cái này mình phải có cái khác, mà không có cái có đó thì mình không chịu bỏ cái này đâu. Chứ khi mà chúng ta muốn bỏ chiếc xe cũ á, chúng ta phải mua chiếc xe mới. Chứ bây giờ không có chiếc xe cũ, mình làm phương tiện đâu mình đi. Mình dùng cái đó đó, mình nó cột trói mình một cách y tế. Mà con người mình không biết dám mà buông ra một cách dứt khoát được. Khi mà chúng ta luôn luôn như vậy đó, nó tạo cho mình cái thói quen. Một cái thói quen chính như vậy đó, làm cho mình cứ cho sanh mãi trong đó. Làm cho mình cho sanh mãi trong đó. Do đó thì cái phần mà gọi là dục tăng trưởng này, này chúng ta học, chúng ta càng phải để ý thêm một phần nữa. Thì càng phải để ý cho nào. Siddhartha khi mà Ngài thấy chị già bệnh mà chết mà chưa đến tới Ngài, già bệnh mà chết chưa đến tới Ngài, Ngài đã cắt bỏ đi liền à. Mà Ngài bỏ đi, Ngài không có biết hướng đi của Ngài. Ngài không biết cái chỗ nào Ngài đến, chỗ nào ngừng lại, mà chỗ nào là người nương tựa để Ngài tu tập đó. Người có không? Không có người, không có thầy, và cũng không có người chúng sứ để mình nương tựa, mà Ngài cắt Ngài đi à. Còn mình đây không có, anh sụn chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, phòng ốc cửa nẻo nhà cửa quần cơ sở đầy đủ, mới bước ra khỏi căn nhà nhỏ của mình, bước ra căn nhà chùa. Cái đó cái là dục tăng trưởng của mình mà không thấy đó. Rồi từ đó khi mình vô đó, là mình đòi cái này có cái kia, có cái kia có cái nọ nữa. Thế cho đó nó cứ lên miếng, không có ngừng và không có dừng lại. Dục tăng trưởng là như vậy. Mình đâu có dám dứt khoát ra đi, không dám dứt khoát ra đi. Bây giờ mà nếu mà nói chứ thôi, bây giờ quý Phật tử thấy không, cuộc đời nó khổ, bây giờ mình còn Phật pháp, mình còn sức khỏe, mình còn tri kiến, còn sức lực, mình còn tu tập được đó, thôi mình đi, không nhớ, từ để tính. Thế thì từ từ để tính đó, là cái nghiệp nó có lôi mình lại đó. Cái câu đầu tiên, cái từ từ mà tính đó, là cái nghiệp nó đã lôi mình rồi, mình nói ra lời được rồi đó. Điều thứ hai nữa là ý nghiệp á, nó được nuôi dưỡng trong cái nghiệp quá khứ, nó giữ mình lại một cách khéo léo. Một cách khéo léo để mà mình nói rằng là hoàng, chứ hoàng tiếp tục nữa. Rồi mình nói chứ, rồi sẽ cho biết sao, để suy nghĩ xong cho biết sao. Nó cứ kéo luôn rồi đó, nó kéo mình luôn. Nó giống như là một cái chì quản binh, nó kéo chì quản mình một cách khéo léo. Chứ mình có cái cục mình đi luôn, không dám. Cái đó không dám rồi đó. À, uống thuốc liều mới chấm đi thôi. Hay là ăn mặt gấu mới chấm đi. Việt Nam mình nói nhiều cấp ghê lắm. Sẽ nói mình sẽ nghe ghê lắm. Chứ không biết nói cái loại nào đó nè. Cái đó là kinh khủng lắm. Nhưng mà thực ra là mình đang bị dướng cái tay của mình đã dính vô trong cái dục tăng trưởng này, nó đang giữ cái tay mình lại rồi. Cái ý của mình đã dính ở trong cái dục tăng trưởng này, nó giữ mình lại trong cái suy nghĩ mình rồi. Cái lời của mình dính trong dục tăng trưởng này, nên nó mới nói ra lời để giữ mình lại rồi đó. Không ra khổ rồi đó. Mình nghiền ngẫm lại đó, không phải là pháp, nhưng mà tâm của mình không thấy được pháp, hay là mình không hiểu được pháp. Do đó mình nói pháp không mà. Pháp là đang giữ mình lại. Cái pháp đang giữ mình lại, chứ không phải cái tâm mình đang muốn ở lại trong đó. Và không dám ra đi.
cái đó là cái chỗ là dục tăng trưởng cái chính người ta. Nên cái tâm dục giới này á, nó rất là vi tế, và con người mà ở trong cõi dục giới này á, rất là khó giải thoát. Quý Phật tử nhìn qua trong bốn châu thiên hạ, Đông Tấn Thần Châu, Tây Ngô Quốc Châu, Bắc Cô Lâu Châu, hay nó là Nam Thiện Bộ Châu, của cõi người chúng ta đang ở là Nam Thiện Bộ Châu, nó có năm châu, châu Á, châu Âu, châu Úc, châu Phi, châu Mỹ đó. Thì bốn châu đó, đó nó cũng bị trong cái dục tăng trưởng này nè. Con người cứ lãng quẳng lanh quanh, muốn sanh trở lại người và trời, chứ không có muốn giải thoát. Không có muốn. Cái con đường mà đến giải thoát đó, phần lớn đó, là họ phải thấy vị Phật. Do Pháp Đức Phật họ chưa có dừng lại đâu, họ chưa dừng lại trong khi họ buông ra đâu. Họ còn phải thấy Phật rồi, mà có thấy Phật rồi họ cũng chưa hẳn đi hết nữa. Chưa đi hết nữa. Do đó đó, mình mới thấy rằng là bốn châu thiên hà không phải dễ. Như Bắc Cô Lâu Châu, Đức Phật ngày tới giao hạ thứ bảy, ngày đi bát các thực mổ buổi sáng. Sau khi mà ngày lên ngày thuyết pháp độ cho người mẹ của ngài trên phương trời đau lại đó, sáng là ngày phải qua Bắc Cô Lâu Châu, ngày đi khắc thực, ngày đi bát. Người dân ta để bát cho ngài, nhưng không có người nào đáp được lời quả. Họ để bát một cách máy móc. Họ thấy có người mà vì sao môn xuất gia đi khắc thực rồi là họ cứ bỏ, mà ở trong cái bào bỏ bát đó họ không cầu nguyện để họ giải thoát, không cầu pháp để họ nghe pháp để mà cầu tu tập, không có. Bỏ bát là còn ngày thọ bát xong rồi ngày dọ thọ ngày trở lại cái cõi Nam Thiên Bộ Châu này, ngày dùng gặp thật xong ngày nói cái những cái matika, những tựa đề cho xá lợi phát xong cái ngày lên cũng chờ đau lại nữa. Mình thấy như vậy đó, và mình suy nghĩ như vậy đó, thì mình nếu như vậy mình cũng vậy thôi. Nếu mình ở cái Bắc Cô Lâu Châu cũng như vậy thôi, không có tới cầu pháp. Cái sự cầu pháp đó nó không có ở nơi ba châu kia, nên Đức Phật ngài không đến. Và truyền thống của chư Phật ở trong Bút Tháp Quan Sát mà chúng ta đọc bỏ đó là Đức Phật ngài không có tới ba châu kia ngài độ, ngài chỉ ở cõi Nam Thiện Bộ Châu mà này thôi. Và bất cứ một vị Phật nào đến cái thế gian này cũng ở Nam Thiện Bồ Đề để mà độ, chứ Bắc Cô Lâu Châu, Tây Ngô Châu, Tam Thánh Bồ Châu không có tới độ. Chúng ta sẽ thấy rõ như vậy đó. Do đó là cái cõi dục giới này rất là vi tế, mà rất là vi diệu, nó lạ con người mình lắm. Nơi đây cũng đã bắt đầu quả, mà nơi đây cũng chi kéo con người ở trong luân hồi, rất là dễ sợ. Quý Phật tử mình phải hiểu rõ cái này mới được. Nếu không á thì khó mà mình giải thoát được lắm. Ở đây là luân hồi, mà nơi đây là giải thoát, cũng là tại nơi tâm dục giới này mà thôi. Ta nhớ như vậy đó. Còn nếu ta nói mới tới cái tâm sắc giới, nếu ta nói tới tâm sắc giới á, là ta nói tới tầm các cõi trời. Các cõi trời chúng ta có bốn tầng trời. Chúng ta có bốn tầng trời sắc giới. Thì chúng ta sẽ thấy bốn tầng trời sắc giới đó, qua con đường gì? Tu tập thiền chỉ. Qua con đường tu tập về thiền chỉ, chúng ta có tầng trời sắc giới. Nó lại có vấn đề thứ hai. Tu thiền chỉ dễ đắc. Nha. Dễ đắc mà cũng dễ hoài. Cái đó là tu thiền chỉ nó dễ đắc cũng dễ hoài. Cái thời chúng ta tu tập đó, tu thiền chỉ nó không khó, nhưng đề mà tu tất các tình thiền, tất sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền không khó. Ta có đề mục, ta chăm chú vào đề mục và ta hành thiền cách đúng phương pháp thì chúng ta đắc chứng thiền được như thường. Nhưng mà tâm ta khó giữ, tại vì mà sao? Ta có thấy như thế này nè, bắt cá hai tay ta bắt không được, phải không nè? Bắt cá hai tay bắt không được. Nhưng mà con cá này chúng ta cũng bắt, con cá kia ta cũng bắt. Mà trong khi mà bắt á, thì ta có một cái tâm thôi. Do đó là cái tâm ta muốn bắt con cá này, thì cái tâm ta tập trung vô bắt con cá này, thì chúng ta bắt được. Nhưng mà nếu như tâm ta đang bắt con cá này, mà con mắt của ta nó đưa cái tâm ta qua con cá thứ hai bên này á, mà chúng ta muốn bắt nữa đó, thì chắc chắn ta bắt con cá này không được. Phải không nè? Rất là tâm lý. Thế thì chúng ta đang tu mà muốn về các cõi trời sắc giới á, mà ta đang ở cõi tâm dục giới này á, rõ ràng là như vậy. Ta đang ở cõi dục giới mà, ta đang ở cõi người mà, nhưng mà ta bắt cảnh á, bắt cái cảnh, cái tâm này ta phải bắt cảnh được, phải về sắc giới thì ta mới về sắc giới được. Mà nếu như ta tâm ta mà vừa bắt cái sắc dục giới này mà vừa bắt cái sắc giới này, họ bắt lắm. Thí dụ như chúng ta muốn đắc định, ta muốn đắc định đó, ta phải có chánh niệm, mà có chánh định chúng ta mới bắt được cái đề mục này, ta mới vô định được. Nhưng mà nhỏ một tiếng động thôi á, tâm ta đi ra rồi.
Cũng như vậy, khi mà cái người mà đắc định định rồi đó, đắc định định, nhập định định rồi đó, Appapanna rồi đó, nhập định định đó, hiện bài thân trí, hiện bài thần thông đi đó, mà nghe một âm thanh thì làm sao? Đức thần thông liền, góp xuống liền. Cái đó nó như là chúng ta ở trong cái cảnh mà gọi là bắt cá hai tay vậy đó. Nếu ta về hẳn với sắc giới á, chúng ta ở trong cái cõi trời sắc giới đó, bắt là quan nghĩ chúng ta ở trong định mãi, chúng ta không có bắt cái gì cả, chúng ta trọn vẹn. Nhưng mà nếu như mà chúng ta mà ở đây mà tâm ta nghĩ tầng kia á, khổ lắm, khổ lắm. Quý Phật tử hiểu không? Giống như bây giờ tâm xưa ở đây sẽ giảng như tâm nghĩ là tầng Texas nó khổ lắm, khổ lắm. Thì ta bắt cá hai tay rồi, nó khó lắm, đi lắm. Chị đó, chúng ta đi đây nó dễ đắt không? Dễ đắt. Nhập tâm là vô, nhưng mà tâm ta bắt không được, là tại vì tâm ta bị chi phối. Mà chi phối nó là thường nhiên rồi, chi phối nó thường nhiên rồi, nó hành khó rồi, nó hành hiện hữu rồi, mình không chấp được, và mình không nói được, và mình không quả biết là mình khó mà cắt được nó đó. Bây giờ quý Phật tử nói chứ ra ngoài đường mà không nhìn nó không đúng, mà đã nhìn thì phải thấy, mà thấy thì nó đi ghi vào trong cái ký ức mình liền, tâm thức mình liền. Và khi mình ngồi thiền á, những cái gì mình thấy đó, nó có khi nó phút giây nó trở làm cái là cũng làm ra phân tâm coi. Ví dụ như quý Phật tử đang đi trên đường đi mà gặp cái cảnh xe đụng mà rất là thương tâm, mà ghê gớm đó, thì ngồi thiền nó cảnh nó đã đến lại. Hay à, khó lắm. Đừng nói tới cổ trời sắc giới nữa kìa, cõi trời sắc giới nó còn xa hơn nữa, mình chưa có bước tới nó, mình chưa đang ngồi ở đây mình nghĩ nó đó thôi, chứ mình chưa có tới nó đó. Thì đó, do đó nó dễ đắc được định, nhưng mình giữ được cái thiền này nó lâu quá, để cho tới ngày mình thăng hoại lâm chung á, mà cận tử nghiệp được đưa mình về cõi trời sắc giới này, ở trong bốn tầng trời sắc giới này á, thật sự phải giữ được, đừng có hoại, đừng cho nó hoại. Thứ hai là cái tâm mình sang lên đó là nguy hiểm lắm. Nên cái người hành giả hay là người thiền giả đó, họ phải giữ cái tâm luôn luôn là ổn định, không có lên, không có lên xuống. Nếu như tâm người hành thiền á, mà tâm mình lên, tâm mình xuống á, thôi đừng có tu, đừng hành thiền. Tại vì sao? Mình không giữ được cái tâm á, thì cái cảnh đó mình không bắt được, mình giữ không được. Do đó là mình phải coi cái tâm mình trước khi mình vô hành thiền, để mình giữ được. Thì mình khi mình giữ được á, là mình phải giữ cho nó được, cho nó chắc, chứ không được bị hoại, nó bị mắc. Và ai bị mắc đó là nguy lắm. Do đó đó, cái tâm sắc giới này cũng là cái tâm hiệp thế làm cho mình khổ là như vậy này. Mình bỏ cái này qua cái kia, mình biết cái chỗ đó mình đi tới, nhưng mà cái chỗ đi tới đó mình chưa biết mình tới được hay không á. Thì trên thì mình mới nói cái chỗ đó mình rất là sợ. Nói nè, bây giờ như thế chúng ta đang nói những cái phi hành gia mà được đi lên cõi trời mặt trăng á, chỉ có phi hành gia được lên mặt trăng á, họ đi lên trong đó xong trở về đó, họ thích hay là họ sợ? Tâm lý sư hỏi các phật tử mình, những phi hành gia như ông Armstrong đó, ông lên trên đó xong ông trở về đó, ông thích hay ông sợ? Ông đọc cái mình đọc cái hồi ký mà ông lại đó, ông sợ lắm. Giờ kêu ông đi lần nữa ông ngán lắm, ha ngán lắm. Anh tại vì sao? Cái đó là cái gì mà nó đang đeo đuổi một cái sự tử vong nó gần nó liền như nào? Một quả tiễn nó đi ra mà nó chỉ tính sai một cái con toán thôi, quả tiễn nó nổ là cái giữa hư không, anh đi luôn rồi. Tại ông không dùng được cái gì để mà con người không đi được hết á. Ông dùng một phương tiện, do đó ông đi như mày ông rất là lo. Nếu mà phương tiện hoàn hảo với khoa học tính chính xác á, thì ông tới, ông trở về được an toàn, ông còn đi. Chứ còn nếu không thì sợ lắm. Nhưng mà mình cũng vậy đó, mình đi chiếc xe mà mình thấy nó có cái chữ recall rồi đó, mình không có đi nữa. Chiếc xe nào mà nó có chữ recall rồi, mình không dám đi nữa, mình trả nó đi rồi, mình tính chiếc xe khác rồi đi chứ. Mua cái gì là sao? Đó là tại vì sao? Cái dục của mình á, mình hưởng được cái dục lạc ở trong thế gian này nhiều đó, thì cái sự nguy hiểm, sự sợ, sự chết của mình nó lớn nữa. Còn người nông dân bây giờ nó đang chăn trâu mà kêu nó lên phía trên phía thuyền mặt trăng, nó đi liền à, nó đâu có biết nó còn buồn đó, tại nó đi nó có tiền, nó đi nó có tiền, nó đang chăn trâu mà. Còn mình bây giờ nó huy ghê lắm, từ từ tính lại cái chỗ mà từ từ tính lại là cái dục mình giữ lại, dục tăng trưởng mình giữ mình lại.
bỏ nó đi, đi lên chỗ trời kéo xuống đó, chỗ đó tụi thờ lâu lắm, lâu rồi tụi thờ coi trời nhớ đó, nhưng mà mình dám đi không đó. Cái đó rất là quan trọng, và cái tu tập của mình là tại đó đó. Thì khi ta ngồi hành thiền của mình thôi, khi ta ngồi hành thiền đó, ta muốn đắc định thì ta phải vượt qua những gì tệ nhất của nào. Ta muốn đắc định ta phải tệ nhất của nào ta phải qua, mà chúng ta không qua được tệ nhất của nào đó thì không đắc định được. Tâm mình đánh bấm loạn mà đau mà nhất mà đê tê mà không có đắc định được. Nhưng mà bây giờ mình muốn đắc định mà mình không qua được cái này thì mình không có đi. Còn bây giờ ông thầy thiền sư đó chứ, trời ơi, mấy Phật tử biết không, ngồi thiền mình đắc định nha, một giờ đồng hồ còn hơn một ngày mình ngủ được 8 tiếng hả? Cái pháp vị của thiền vị nó phỉ là hơn là 8 tiếng mình ngủ ngon giấc đó, tròn giấc đó, không bằng một giờ mình ngồi thiền đắc định thiền, trời ơi, phước lắm. Nhưng mà nghe như vậy cũng thích lắm, nhưng mà cái tên chứ bắt đầu mình không dám buông ra. Tại vì mình thương cái thân mình nhiều hơn là mình muốn hưởng cái đắc định này. Mình thương cái thân mình nhiều hơn là muốn hưởng đắc cái đắc định này. Chứ không phải là mình không có muốn đắc định đâu. Nhưng mà lúc đó mình thương cái thân mình nhiều hơn. Mình thương cái thân là đừng bị tê, đừng bị nhức, đừng bị đau đó, nhiều hơn là muốn đắc định. Mà đắc định mình muốn không? Cũng muốn. Y chang như vậy, hẳn là y chang như vậy đó. Nên cái con đường tu tập của mình đó không phải là khó, mà khó là cái nhà thấy, một là mình không có quả quyết là mình thiệt sự mình muốn tu hay không, hai nữa là mình có quả quyết rằng là mình đủ khả năng mình vượt qua hay không à. Chứ còn có đó, nên ta nói thiên đường hữu lộ vô nhân đáo mà, thiên đường hữu lộ vô nhân đáo, rõ ràng có cửa trời đi tới mà không ai đi tới, chứ đâu phải có đâu. Bây giờ ông mà đi phân hành phi hành gia, ông lên mặt trăng cho giờ nó có, tôi đã tới nó ngồi rồi, tôi làm việc đó mấy ngày mấy đêm rồi, tôi bước ra chân không rồi, tôi thấy nó người nó nhẹ nhẫn, nó bay lăng đăng rồi. Về nói lại người con người nhân loại mình đó, thôi ông ơi đừng có nói nữa, tôi nghe tôi sợ lắm, muốn đi cũng bay bay nhưng mà không có dám đi, phải không nào? Chính nhà đó đó, cái chỗ đó mình nói cái tâm mình đó nghe kiệt á, cái tu của mình là như vậy đó. Sư thật á, xin sư đọc rất là nhiều cuốn sách và sư lấy được rất là nhiều kinh nghiệm trong cái đời tu tập sư khi mà ngồi thiền, nó rõ ràng như vậy. Nhưng mà giờ sư trình bày á thì không có người nào mà đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu với sư ở trên á, nên nó còn xa rồi chứ hành Phật tử mình lắm. Tại vì chắc trời ơi, ông nói nghe dễ chứ, chắc ông có mấy A tăng tiền cái ổng gồ nó, bây giờ nói vậy chứ bây giờ cái đổ thôi lại vậy không á. Mà cái người nào dám nói là A tăng kỳ nào, có người nào nói A tăng kỳ nào chứ, với sư đang đâu có đổ thừa vậy thôi. Ông tu nhiều lắm rồi, mấy triệu kiếp trước rồi, nên giờ ông thấy nghe ông nhiều. Ô, còn mình đây mới tu à. Mình nói hay không à, mình khiến nói hay cho chính mình không à, chứ mình không có nói sự thật cái tâm mình ra sao, mình không nhìn thật cái tâm của mình ra sao, mình đừng so sánh không à. Do đó cái tâm sắc giới này á là sư nói rất là quan trọng, là gì, mình phải biết làm gì, bắt cá hai tay đó, rõ ràng như vậy đó. Mình phải chú thích rõ ràng cái tâm sắc giới này. Dễ đắc mà dễ hoại là vì hành giả đang tu tập bắt cá hai tài, một tâm bắt dục giới còn duyên thế đời, xả thôi thiền ra là duyên cả đời liền. Quý Phật tử này cũng vậy, là xả cái khỏi lớp học là duyên cả đời, về gia đình liền, tràn ngập thế gian liền, còn phiền não hết thế gian này rồi, làm sao mà gọi là giữ được tâm thanh tịnh nữa. Còn cái bắt đầu là ngày mơ sách vỏ đi lột đi tiếp đi học nữa, tới lớp học nữa, phiền não cái sách vở đi tiếp đi học nữa, còn chép ghi chép rồi bắt đầu về, phiền não ngập lại rồi sách vở đi ra phan bên. Còn cái hay nữa đó là mình được hay là vì con sư nhắc hoài à, con sư nhắc mình hết rồi, mình khó cần lo hả, nó có được Phật tử nói xem sư nhắc hết rồi mình khỏi lo, mình có phước vô cùng. Ở chỗ khác người ta không có chứ, ở đây mình có sư mình nhắc mình hết. Do đó mình sẽ thấy khó lắm. Lấy cái đem xài đi. Do đó mình rất là khó lắm. Tại vì mình không có
không có bảo biết được cái hạnh nguyện của mình, không có bảo biết được cái con đường tu tập của mình là như vậy đó. Đường đi nào cũng có tay có bản đồ có chữ dẫn hết đó, nhưng mà đi không được là do nơi cái tâm của mình. Rồi qua cái tâm thứ ba là tâm vô sắc giới. Cái tâm vô sắc giới này á là quý Phật tử sẽ thấy đó là cái người đó phải sống trụ tự nhiều nhất. Nếu như mà mình nói cái người mà tu về tâm vô sắc giới, người đó phải sống trụ tự nhiều nhất, tại vì nó còn sắc pháp nữa, nó chỉ có chân pháp thôi, suy tư nghĩ ngợi bởi cái tâm thức của mình thôi, chứ đâu có sắc pháp nữa để mà mình nhìn thấy mà bắt mình gờ đâu. Danh pháp thuần túy, vô sắc giới, tâm vô sắc giới là danh pháp thuần túy. Mà duyên pháp thuần túy là cái tâm của mình phải mạnh nữa kìa, tâm mình phải mạnh nữa kìa, suy tư thiếu là nhiều đó kìa, và sâu đậm nhiều thiệt nhiều đó, mình mới tới được cái cõi vô sắc giới này được. Hẳn à, ví dụ ta quý Phật tử mình nghe cái câu nói đó, con người chúng ta có hai thành phần, thành phần về vật chất thể xác, về mặt bằng tâm linh và tinh thần. Ai dám nói tất cả lập hai cái khối này trong cái con người mình ra lập hai khối được không? Không có. Khi mà tâm mình buồn á, tâm mình buồn á, nghe tin một người thân của mình mất đi đó, tâm mình buồn á, cái thân của mình xuống đi đó, mệt mỏi uể oải lắm, chán chường không có quan hỷ. Lúc đó đó là ra hiện bài liền à. Nhưng mà khi mà cái tâm mình vui á, khi tâm mình vui á, cái thân xác của mình nó không ăn cũng no nó cũng vui khỏe đó. Cái người mình thấy phơ phới và mạnh khỏe như thường, không bệnh hoạn gì cả, không có yếu đuối gì cả. Nhưng mà khi tâm mình mà có cái chuyện gì nó sụp đổ rồi đó, cái thằng này muốn kéo theo vậy đó, giờ làm sao tách ra làm hai cái này sao được, khổ lắm. Cái đó là cái sự trù tượng cuối cùng, trù tượng với danh pháp. Tâm không nào, thân nào mà tâm không nào. Ồ hay quá cái đó này, nó cách chắc là hay. Làm sao tách ra, cái búa đập vô cái đầu ngón tay rồi tâm không đau, cái tay nó bằng tím đen mà không có đau hết trơn, cái thân nó đau cái tâm không đau, cái ngón tay nó bằng dắt hết trơn là bắt đầu sập xuống thay một khác rồi, tâm không có đau, tâm không đau. Đó là trừu tượng, đó là trừu tượng. Quý Phật tử thấy không, khi mà chúng ta ngồi thiền á, ta có sắc pháp thì ta còn nương được, ta không vô biên xứ là hư không, là vô cùng vô tận. Ai nói chỉ hư không vô cùng vô tận được, ai nói được đâu. Giờ sư trình bày cho quý Phật tử mình nghe nè. Mình ngồi ở trong nhà mình đó, mình ngó qua cái không gian lớn nhất của mình là cái khung cửa sổ, hay lớn nhất cái không gian của mình nó là một cái miếng tách vừa, mình bước ra cửa nhà mình ngó hết bao la đi nữa, thì cái đó là không gian vô cùng vô tận của mình biết thôi. Nhưng mà lên máy bay mình nhìn ra cái cửa sổ của máy bay, không gian vô cùng vô tận đó, mà cái đó cũng chưa đủ nữa. Cứ tấm hình nha, qua khỏi cái không gian của cái máy bay của mình á, viên nhà lên trên nữa đó, hay phi tiền của thôi nó lên ở đó nhìn thấy, nó nhìn lại trái đất nó xíu à, vô cùng vô tận đó. Mà trái đất của mình nó nằm ở giữa cái hư không này nè, nó một cái điểm trắng sáng mà, một điểm trắng sáng nhỏ mà, không gian bên bên quanh như vậy đó. Họ nói là hư không vô cùng vô tận, theo cái nhìn của họ biết như vậy thôi. Đó đó, một cái trừu tượng. Mà mình biết một tự mình thấy hồi xưa Siddhartha, ngài tới Anara và Uddaka, ngài đã vượt qua không vô biên xứ, thứ vô biên xứ, ngài tới vô sở hữu xứ và phi phi thường xứ. Hai vị thầy chỉ cho ngài đó, ngài cho rằng là không đạo quả ngài phải bỏ đi như thường, không đạo quả ngài vẫn bỏ đi như thường. Do đó đó mình mới thấy rằng đó là cái người mà hành luyện tới tâm vô sắc giới này đó, người đó phải sống mạnh như trụ tượng. Cũng như hồi xưa mình đi học toán á, thì cái người mà học toán mà giỏi đó là người đó phải giỏi về hình học không gian, hình học không gian à, mới là giỏi toán á. Còn mà toán đại số chuyện nó thường mà, phải trụ tưởng, phải tính không gian ba chiều, phải tính chục tung chục quạnh, phải tính ra rồi nó mình phải ra được cái không, cái khối hình thể này gì không gian mình mới ra được cái người học toán giỏi. Do đó đó, nhưng mình đã thấy như nay chúng ta sẽ thấy bây giờ chúng ta coi cũng phim mà 3D đó, 3D và ba chiều đó là chúng ta thấy hải hùng rồi đó. Bây giờ nó 4D nữa rồi, 4D nữa. Mình thấy thấy rõ ràng cái đó. Thì cái người ngồi thiền vô sắc giới này đó, là quý Phật tử biết không, đọc kỹ cái hành giả Yogi mà đến cái trạng thái của vô sắc giới này đó, họ không có sắc pháp, họ không có sắc pháp, họ phần lớn là vô sắc không à. Chính do đó các vị du già bên ngoại đạo và la môn
thời Đức Phật, ngài là cái những vị đó không có sắc giới, các vị ngài đó toàn là vô sắc giới không nè, do đó họ không có care, không có còn care cái tạng phái đạo lậu thể của họ đâu. Cái đạo mà lõa thể hay là cái đạo mà gọi là cấu hành giả hay ngũ hành giả, họ không care đó, họ đều tóc không tắm rửa là gì sao, họ sống trong vô sắc giới, họ sống trong vô sắc giới, họ không sống trong sắc pháp nữa, họ không sắc thân, không trong cái thể trượt 32 thể trượt của họ nữa, không có sắc thân này nữa, do đó đó mình nhìn vô họ đó mình thấy họ làm gì, mình nhìn vô họ đó họ sai lầm, họ tà kiến, họ tu tập như vậy, nhưng mà thật ra cái tâm của họ là vô sắc giới, họ đang sống ở trên câu coi trời mà chánh pháp, không có còn nghĩ tới tóc tai gân mũi của họ nữa, một đời của họ không tắm, không đến răng rút miệng, họ sống một đời như vậy đó. Vì sao? Tâm họ vô sắc giới. Mình trách người ta không được, mình chê người ta không được, mình nói người ta không được là gì? Mình phải coi cái tâm của họ mới có thể thấy hành động của họ được. Mà hành động của họ như vậy đó, thì tâm của họ đang có gì đó, thì là hợp lý quá rồi. Hợp lý quá rồi. Quý Phật tử mình thấy không nè, khi mà cái người Việt Kiều ở bên Mỹ sống lâu đó, từ mà trước 75 á, sau 75 mà về nước á, mà xài những cái khăn mà khăn giấy đó, tí khăn mình lấy giấy lao, khăn giấy mình dục á, người Việt Nam ngón ngạc nhiên lắm. Xưa nay xài toàn khăn mua xoa không mà khăn giấy, giặt tơ giặt lui nó cho nó có dục. Con này một sân cái dục, một cái dục, một cái tràn giấy dục, không cái chất kỳ á, xài giấy dục không nha. Giấy đâu mà chịu nổi. Bên Việt Nam là hai cái khăn, một khăn ướt, một khăn khô. Hỉ là khăn ướt, bỏ bên này cái khăn khô lao này, bỏ bên này. Họ hồi xưa xưa đi học, chúng ta bé nó chả như vậy mà phê vậy luôn. Vô trường mà vô tới trường là phải kiểm tra coi hai cái túi có không, kéo hai khăn ra, khăn ó phải kéo hai khăn ra, khăn bên đây khăn có đủ rồi, khăn này khăn gì con, thì khăn này khăn ướt thì khăn khô, khăn này hỉ khô ướt, khăn khô lao mũi, lao sạch lại. Nhưng mà giờ như kêu đi qua đêm về cũng lấy khăn buộc, lấy khăn giấy chụp bỏ chụp bỏ sai việc bỏ không, cái người Việt Nam chị không nói là nhạc như ôi sao kỳ, người Việt Nam kỳ á, một hành tới một hành tinh nào tới ở một cõi trời nào tới, tại vì họ đang sống với cái cõi gì vô sắc giới rồi, họ đang sống với cõi vô sắc giới rồi. Quý Phật tử ta thấy không, là họ sống ở ngoài cái hành tinh này, ngoài cái trái đất này, ngoài cái con người này, hiểu biết của con người mình không hiểu ra được nó nên như vậy đó. Giống như sư vừa về tới đây đó, thì cái Phật tử bên chùa Việt Nam gọi qua khỏi nhà, con gặp sư, sư nói 8 cái kỷ nữa mình gặp nhau. Cái nó ủa sao sư nói lẹ vậy, sư nói 8 cái kỷ đó. Thế chứ làm sao, mình đang sư đang sống ở cõi trời vô sắc giới rồi mà. Sư về tới đây là cõi trời vô sắc giới rồi. Còn ở Tắc Sách thì đang cõi trời dục giới. Nên nó phải 8 cái kỷ nó chỉ nhỏ, tại cái thông gian nó đi rất là nhanh. Từ vô sắc giới mà xuống dục giới này đủ 8 cái kỷ rồi. Nên cái hát đấy Phật tử thấy bên kia nó đo không kịp cái tốc độ tâm sẽ đi tới lên cái chỗ dầu vô sắc giới rồi đó, nó đang coi chừng kia nó đo lên 8 thế kỷ, nó cũng sắc kỳ á, tại vì cái tâm đi nhanh vậy đó, nên tới khỏi phi tưởng rồi, tưởng như vậy chẳng phải tưởng vậy, phải phủ nhận cái tưởng vậy mới là phi tưởng. Do đó đó mà sẽ về tới đây là phi tưởng sớm rồi đó. Nên quý Phật tử có thấy rằng là mình sống cái này là nguy hiểm lắm. Hành giả mà tu tập tới vô sắc giới này á, hết sức là thận trọng, rất là quan trọng. Chẳng hạn như vô sở hữu xứ đó, không có chi cả, phủ nhận hết tất cả đời sống thế gian này, tâm linh, vật chất, họ phủ nhận hết. Người hành giả phải biết phủ nhận hết gì họ mới tu được cái đắc được thiền vô sở hữu xứ. Không có chi là sở hữu của ta cả, thân này không phải của ta, tóc này không phải của ta, mũi này không phải của ta, nhà cửa này không phải ta, vợ chồng con cái này không phải ta, vô sở hữu không có gì cả, nó thấy kinh chí rồi đó, mà họ mới sống được, nó mới sống được. Từ đó đó họ bước ra khỏi một cái căn nhà gì, căn nhà gò bó ràng buộc cột trói họ lại, nhưng tới khi mà họ lên tới phía vị thượng xứ đó, họ nó không phải nếu như vậy thì sao, họ có sự sống, nên họ mới bác bỏ cái vô sở hữu xứ này lại là phi tưởng. Đừng nghĩ như vậy, mà nghĩ như vậy thì nó cột lại cái này thì sao, phi tưởng nó chụp lại cái này, nên là phi tưởng xứ. Nên cái người mà hành thiền vô sắc giới rất là quan trọng, vậy sẽ nghe.
Thực sự như vậy là họ sống trong cái tâm tưởng thôi. Không, tâm có chánh niệm. Không, họ không có tâm chánh niệm chứ không phải tâm tưởng. Họ đắc định bởi tâm chánh niệm đàng hoàng. Nhưng mà nếu như mà của họ là như vậy. Nhưng mà họ đang nghĩ là không có thân, không có tâm, không có thân. Không, không phải, họ nghĩ là cái pháp môn của họ là từ bỏ sắc pháp mà. Họ lấy danh pháp mà. Do đó họ phải suy nghĩ như vậy, họ thấy rõ như vậy. Mà đúng. Nếu như con đường phát triển về tệ quán, Vipassana của mình á, là mình bỏ sắc pháp này là đúng. Tại vì sắc là dục ngoại diệt. Mình lấy cái tâm pháp thôi, lấy danh pháp thôi là cái sanh diệt, mình thấy thay đổi sự sanh diệt để thấy được vô thường là đúng. Nhưng mà cái Vipassana này cho mình con đường tệ quán lên nhân sanh ra sanh diệt này và đưa đến cái trạng thái nhàm chán sự sanh diệt này, sợ hãi sự sanh diệt này mới bỏ ra đi. 16 cái tệ quán nó phát triển lên đưa đến đạo quả. Nhưng mà ở tại nó thấy kinh trí của người vô sắc giới này, họ cũng thấy tất cả sắc pháp này không phải, không có chi là cả. Nhưng mà họ là dính vô trong ta gì, suy nghĩ tại đó thôi chứ không đi lên, không đi ra. Kịp không? Họ khác cái Vipassana của mình là cái chỗ đó đó. Họ ở lại trong đó mà không ra. Xưa như vậy là họ sống trong cái không sống trong cái thực chứng mà là trong cái tưởng thôi. Không, họ định đàng hoàng. Họ định trong cái lúc đó thôi. Họ định ở trong lúc đó thôi. Họ cứ ra khỏi cái đó. Họ lại trở lại, họ vẫn bám lại. Dạ. Họ cứ ra. Họ dính ở trong đó thôi, họ không ra. Chẳng hạn như đó là mình bây giờ mình nói chứ. Nếu như mà mình nói đó thế gian này á mà tuyệt vời nhất á là mình sống ở ngay hiện tại này, mình nói như vậy thì khi mà mình nói tới cái vị lai á, con người người ta không có chấp nhận được, tại người ta đang sống cái hiện tại này, họ không nghĩ tới vị lai. Mà cái khi mà con người mà đang sống cái thế gian này là hiện tại này là tuyệt vời rồi đó, thì họ nói tới quá khứ họ không chịu nghĩ được, họ không muốn nghĩ trở về quá khứ nữa. Do đó cái con người đó họ sống như vậy là có nhất thời mà thôi, họ sống trong cái hiện tại này thôi, cho họ bác bỏ ba thời. Vì thế thì con người mà sống như vậy là nó có hiện thực, đó là cái thực tại ngay hiện tại mà thôi. Chứ nếu không có một sợi dây liên quan, nhân nào nó có hiện tại này phải có quá khứ, mà những cái gì hiện tại này mà nếu mà thụ động và không hoạt động, không tạo tác á thì sẽ không có cái gì lai. Nhưng mà ở đây mình không có thụ động và không tạo tác, mình liên tục mỗi ngày mỗi phút giây mình đang tạo tác đó, thì mình phải nói rằng mình sẽ có vị lai ngày mai. Nhưng mà với con người như vậy đó thì họ chỉ thực tại, những cái hiện thực chính họ đang có hiện tại mà thôi. Không có tin vào quá khứ, không tin vị lai, họ bác bỏ như cả như đó đó. Thì như đó nó sẽ gấp ra gì? Đoạn kiến. Nó sẽ gấp trong đoạn kiến. Cũng như vậy, có người tin cả ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Nhưng mà họ không tin rằng là có sự giải thoát, lặp đi lặp lại không có ra được. Do đó thì họ là thường kiến. Kịp ha? Do đó mình ở đây với cái người mà vô sắc giới này là họ bác bỏ cái dục giới. Họ coi cho rằng là dục giới là phàm phu tục tử, hạ liệt, ti liệt, thấp hèn, không đáng xứng đáng người tu tập của họ. Sắc sinh hơn, biết sắc sinh khí bị xuất pháp này không đáng để cho họ đứng mắt. Và họ đi đến với các châu trời sắc giới đó, họ còn là thô thiển, họ còn có những vật sắc pháp mà họ nương. Có con người danh pháp, con người tâm linh đó mới là cao quý. Còn sắc pháp là hàng mà gọi là thấp hèn. Họ bác bỏ sắc giới, họ đi lên vô sắc giới. Nhưng mà vô sắc giới này, họ có một cái trụ tượng biên kiến của họ với một cái chi kiến của họ. Họ ở trong cái lãnh vực của cái vô sắc giới của họ thôi mà không giải thoát. Do đó Đức Phật Ngài nói đó, những cái con đường này vẫn là con đường hiện thế. Ngay khi mà Ngài đã đến tới phi vị thượng xứ rồi đó, mà Ngài đã được học được hai vị thầy đầu tiên của người ngoại đạo cho Ngài là A-la-hán Uddaka, Ngài từ bỏ, Ngài nói đây không phải là con đường đạo quả, đây không phải con đường giải thoát, đây không phải con đường chấm dứt sinh tử, con đường nào ta còn phải đi nữa, và Ngài phải bước ra đi. Và sư muốn nói các quý Phật tử mình nghe cũng rất là dễ, không có khó. Và chúng ta ngồi thiền, khi Ngài ngồi thiền, sát na tâm nào mà quý Phật tử mình còn nói tôi còn đang biết và tôi còn đang thấy hiểu và tôi còn có những chuyện tiếng đang xảy ra đó, thì đừng nói ta đạo quả. Đừng nói ta đang đạo quả. Là vì ta còn đang gì? Thần kiến. Nhớ cho sinh nhắc như vậy đó. Nhớ thì sinh nhắc như vậy. Cái tai của mình đang đàn lành, cái tai của mình đang lành, mà quý Phật tử sẽ thấy cái tai mình bị chặt gãy tai đi, gãy chặt cái tai này đi, chứ chưa nói nó đứt á. Cái phút giây mà mình bị chặt gãy cái tai này đó, bị bong gân, nó quẹo cái tai mình xuống đó, mà nó đau tới cùng tột á,
mà mình chưa từng biết, mình chưa từng thấy nó đó, cái đó nó có cái tôi trong đó không? Nó điếm hồn mà không có tôi trong đó. Ngắt liền liền, tỉnh ra đâu đó, mình mới đào trở lại. Hiểu không? Cái đó là chưa từng có, chưa từng biết mới có. Còn mà mình còn biết, còn có, đừng có mong là ta đã có. Ta đã có của cái mình mà ta muốn tìm ta. Nếu mà phải hiểu sự nói nè, cái đó là chân lý, cái đó là sự thật. Phải tới một cái mức mà ta không có thấy, không còn thấy. Và đến mức gọi là gì? Cái chi kiến của mình đang biết không có, ghét bỏ. Nên Đức Phật Ngài nói tới tận cùng mà chính pháp mà được biết rồi đó, phải ghét bỏ khi tới đạo quả. Đạo quả nó không có nói tới chánh pháp, là chỉ thấy niết bàn mà thôi, chứ không có chánh pháp trong đó. Con người mà còn lấy chánh pháp mình luận, ô cái này tôi tới niết bàn rồi. Hiểu không? Ha, quý Phật tử phải thấy rõ như vậy đó. Ta ngồi thiền cái nào cũng được, thiền tọa, thiền hành, thiền đi, thiền ngồi cũng được. Nhưng mà tôi sư kể cho quý Phật tử nghe, sư kể hiểu không? Quý Phật tử nhớ không? Thì đó, do đó nó không thể không kể được, không kể được và không tả được, thì chỉ nói cái nguyên tắc và phương pháp về kỹ thuật y tế mà thôi. Còn tả và kể đó thì không phải. Kiệt ha. Từ đằng nhà của quý Phật tử đến ở đây, từ đằng nhà của quý Phật tử đến đây, hãy chỉ rõ cái con đường tôi đi thì mình cứ đi. Và đến hay không đến, mà mình cảm giác lúc đó mình được hưởng cái gì đó là không ai tả được. Người nào mà người đó mà tả được từ đó đó, kể cho mình nghe đó, cái người đó không phải. Hiểu không? Hiểu chứ nè. Cái đó đó là cái chỗ đó đó. Cái chỗ đó là cái chỗ đó mình phải rút ra đó. Trí tuệ của Đức Phật là tại nơi đó. Trí tuệ của Đức Phật là Ngài không có nói ra cái trí tuệ của Ngài cho Phật tử mình nghe, nhưng mà cái trí tuệ của Ngài cho Phật tử biết rằng là gì? Làm sao Phật tử có cái trí tuệ của Đức Phật? Ngài làm cái đó. Hiểu không? Kịp ha? Có chưa? Ông bác sĩ mà làm thầy dạy là bác sĩ đó, vì giáo sư dạy nghị khoa mà đã là bác sĩ rồi là bây giờ trở ra là giáo sư của bác sĩ đó, thì ông bác sĩ chỉ dạy kỹ thuật thôi. Và khi vào vô lâm sàng á mà bắt tay vào làm việc đó là cái người đó mới biết, chứ không phải ông giáo thọ, ông giáo sư đó nữa. Và kỹ thuật là phải trao truyền hết, và lâm sàng là chính mình làm việc, và chính mình gặt lấy cái gì, một cái sự thật tại nơi đó, chứ không có ai nói ra cả. Anh làm đi anh mới biết, anh thấy đi rồi mới hiểu. Còn ngoài ra giờ tôi nói là năm này thế nào làm như mình được đó. Kịp chưa? Rồi chưa? Cái đó là bỏ hiệp thế, ta mới qua xem siêu thế. Ta qua phần siêu thế. Ta qua phần siêu thế. Siêu. Không nè, tôi siêu thế. Khi ta nói tới siêu thế đó là vừa cái khoái thế gian này, gọi là siêu thoát. Ta siêu thoát. Do đó cái chữ siêu thế này ấy, là chúng ta không còn ở trong tam giới này nữa. Chúng ta không còn ở trong tam giới này nữa. Thì khi mà ở trong góc độ mà trong, không còn ở trong tam giới này nữa đó, thì chúng ta sẽ thấy những cái gì mà nó còn cột chối, nó còn giữ lấy chúng ta, chúng ta sẽ nói là nó không có, nó không còn, nó không còn. Lúc đó đó thì nó mới ra được, nó không còn. Thân kiến không còn, hoài nghi không còn, nhân tánh thủ không còn, tham sân không còn, ông già không còn, ngã mạn không còn, như gì chỗ sắc giới, vô sắc giới không còn, và vô minh không còn, thì nó mới là sự thế. Còn ngoài ra mà nếu như mà chúng ta còn có những cái đó đó,
thì chúng ta còn ở trong nghiệp thế. Vậy thế thì lại một lần nữa, vậy là mình đang ở gì? Mắc cả hai tầng. Tâm thì hiệp thế, mình nghĩ tưởng tới tâm mình được hưởng sự thế. Tâm mình đang ở sống trong dục giới, sắc giới, một sắc giới, mà mình nghĩ tưởng là tâm mình phải về niết bàn, tâm mình phải giải thoát thì khó lắm. Thì thế này ha, giờ sư dẫn chính cái này. Tâm siêu thế, khi tâm ta đang ở dục giới, chúng ta đi từng bước, ta phân tách ra. Ta muốn được tâm ở siêu thế, mà khi ta đang ở tâm dục giới, đúng không nè? Nhãn thức của ta nhìn thấy cảnh sắc, đúng không nè? Nhãn thức của ta nhìn thấy cảnh sắc. Bây giờ làm sao chúng ta thấy được này là siêu thế? Làm sao lại thấy ta là một siêu thế? Mà ngay khi mà chúng ta nói tới nhận thức này là do bốn điều kiện nó đặt ra. Nhận thức này nó do bốn điều kiện nó đặt ra. Nhận thức có do có thần kinh giảng. Nhận thức có do có cảnh sắc. Nhận thức có do có ánh sáng. Nhận thức có do tác ý. Hảo nha, chúng ta thấy nè. Còn chưa? Nhưng mà bốn cái này á, thì ba cái này á là yếu tố tất yếu phải có, nó đưa đến cho ta. Và yếu tố cái hàng nào ấy, chúng ta quyết định là tạo tác. Ba cái này là yếu tố tất yếu phải có, nó đưa đến cho ta. Và cái này á, là điều kiện tất yếu hiện tại, nó đến cho ta có. Mà chúng ta có tạo ra, chúng ta mới có nhận thức bắt cảnh sát. Ta có tác ý muốn nhìn, ta mới có tâm nhận thức nhìn được cảnh sát. Còn nếu ta không có tác ý nhìn á, thì không có. Nó sờ sờ trước mắt chúng ta không vô được mắt ta. Mà nếu mà như vậy đó, thì do đó đó là chúng ta phải cho coi trở lại gì? Có quá khứ thì có hiện tại. Và có khi ngay hiện tại này nó dừng lại ở đây chưa? Dừng lại tại đấy chưa? Chưa, nó sẽ đến chúng ta một cái dừng lại. Sắc này nó khác với sắc này. Hiểu không à? Sắc này nó sẽ khác với sắc này. Sắc này nó khác với cái sắc, cảnh sắc của tâm nhận thức này. Phải không đó? Tại sao? Khi ta nhìn một cái hoa, một cái hoa mà ta nhìn ở ngoài một cái vườn hoa, và cái hoa đó nó chỏ vô trong tâm nhận thức ta với một cảnh sát mà chúng ta đang không nhận được đó, nó không phải cái hoa nào kia. Hẳn nha, hẳn hồi rõ ràng. Nếu chúng ta nhìn như vậy đó là chúng ta đang nhìn đó là quá khứ. Còn hoa mà chúng ta còn tiếp tục kéo vô nữa đó là hoa nằm ở kia, là hoa đó là bị lai, ta chưa bắt được. Chúng ta cứ thu vô quá khứ rồi, thu vô quá khứ. Những cái tác ý chúng ta cứ lộn vô ngoài hiện tại này. Tác ý hiện tại này ta lộn vô mãi. Và có qua đó vẫn còn là gì? Qua của vị la chứ chưa vô thật của mình. Cái qua mà đang trong tâm tóc, tâm nhận thức mình thấy là qua là cảnh sát, là của quá khứ. Rõ ràng như vậy đó. Vậy thì khi lúc đó mình muốn siêu thế đó, thì mình phải làm sao? Siêu thế mình phải làm sao? Chúng ta còn tiếp tục nhìn cái sắc này thì không có siêu thế. Chúng ta còn có tác ý muốn nhìn thấy cảnh sắc này thì không có siêu thế. Chúng ta muốn tiếp tục thừa hưởng cái sắc này để chúng ta có được nhìn thấy cái sắc này là còn hiệp thế. Ba cái này chúng ta phải cắt. Ba cái này phải cắt. Hết rồi. Do đó một cái thôi, tâm nhận thức bắt cảnh sắc, thì cái này chúng ta phải thu thúc nó lại. Cái này chúng ta phải chế ngự nó lại, do không để tác ý nó sinh lên. Và chúng này phải gì? Dựt trừ, đừng để tới nó, đừng ngắm ngó nó, đừng ngắm ngó nó. Siêu thế. Siêu thế tại đó. Ở trong thế gian này mà chúng ta không bị nhiễm trong thế gian này,
là chúng ta cắt bỏ thì ta mới siêu thoát. Chúng ta chưa ra khỏi thế gian này nhưng mà chúng ta cắt bỏ được thì ta mới ra được siêu thoát. Phật ngài với chúng ta khác nhau là gì? Ngài cắt bỏ được, mình đụng vô hết. Những cái gì ngài cắt bỏ mà ngài thấy ra mình đụng vô, nên mình có, ngài không có, nhưng mình giữ lại hết. Nhưng mình còn ở đây, ngài đi mất tiêu rồi. Có hàng như vậy, chúng ta phải tìm ra cái đó. Chúng ta không chịu làm, ta muốn siêu thế thì chỉ còn cái cách gì, cầu siêu với cầu đầu thôi. Chúng ta chỉ còn cái cầu siêu với cầu đầu thôi, chứ không có cách nào mà siêu thế được nữa. Chính là khổ hàng như vậy, chúng ta không chịu thu hút, mà chúng ta không chiến lược, mà chúng ta không diệt trừ, mắt cứ chạy theo nhìn thái sắc. Hết quá khứ tới hiện tại, tiếp tục vì lai, đem vô tích nữa. Quý Phật tử nhìn thấy là mình nhìn một cái qua đó, mà nhìn chưa đủ đó, mình có nhìn lại không? Đâu có bỏ đâu. Đâu có bỏ. Mình nghe một âm thanh, mình nghe chưa rõ đó, mình có bỏ đâu. Đâu có nghe nữa. Cái đó đó, không biết ta nói gì hả? Cái đó là Di Lai bỏ vô cái hiện tại kéo cái Di Lai cho vô và thấy vô quá khứ hưởng nữa, hưởng nó chưa đủ, chạy ra Di Lai lượm vô cho hiện tại lượm vô, thêm vô lại phải không á? Siêu thế chỗ nào? Đức Phật ngài siêu thế, ngài cắt bỏ ngay khi ngài đang ở trong thế gian này. Còn có mình của mình cũng vậy, mình là con của Đức Phật, mình cũng muốn cắt bỏ. Mình cũng có cắt bỏ, nhưng cắt bỏ để dành. Cắt bỏ hôm nay là cắt bỏ để dành, chứ đâu phải cắt bỏ để giúp bỏ đâu. Hai cái danh từ cắt bỏ của mình tự mình nói rõ đó, là mình cắt bỏ mà để dành, chứ không phải cắt bỏ để giúp bỏ. Do đó mình vẫn còn là gì? Phước hữu lậu, chứ đâu phải phước vô lậu được. Nãy sư nói rồi, đâu có dám bỏ tất cả mà ra đi đâu. Bây giờ sư nói bỏ hết thì mình đi giúp bạn nè. Đâu có ai dám đi với bạn liền đấy đâu. Xin nói cái hành tinh đạo tới chứ không phải là hành tinh hiện tại. Hóa hoàng võ hoàng như vậy đó, chính cái đó đó mình mới thấy rằng là gì, mình đó là thừa hưởng tài sản của Phật hết á. Thừa hưởng thì mở ra giữ chứ, thừa hưởng tài sản của Phật là mình làm giữ. Diễn mãi rồi hết, hết đời này tới đời kia đi tìm người kết lụa đó. Cháu chiều chân chiều đi bác nữa. Phải đi tìm thi giả đi chiều, mà tao làm thi giả không, mà đâu có chữ thiệt đâu. Muốn nghe đau lòng nhá. Đau lòng cái người đang nhận thi giả hay là đau lòng người là thi giả mà phải thi thiệt. Nhìn cái đó đó mình mới thấy được là gì? Mình là không có siêu thế. Mình toàn là kiến sử không à. Mình là kiến sử không à. Mình là kiến sử không à. Cột trói mình mà mình không thấy, và mình không có ra, và mình không có thu hút, không có chế ngự, không có diệt trừ bất cứ một cái gì cả. Đừng có nói gì rồi là cao xa, rồi siêu thế là vượt khỏi tam giới. Ồ, hay lắm. Không có. Đức Phật ngài đã có ra khỏi tam giới, ngài vẫn ở trong đây, ngài vẫn ở đây, ngài đắc đạo quả, ngài thành Phật chánh đẳng giác, ngài vẫn ở đây, ngài ở cũng đi tới đi lui của khu vực của miền Ấn Độ, ngài gì đó. Nhưng mà ngài là siêu thế, ngài là giải thoát. Còn mình cũng vậy, đi tới đi lui cái nước Mỹ này. Qua tiếng bạn này, qua tiếng bạn khác. Mình nói hay không à. Cái đó đó, ngồi lại nghiệm lại, cái nó rất là đơn giản. Sẽ chỉ nói một cái chuyện tâm hình thức và cảnh sát thôi. Cái sắc này mình đang có đó, là sắc, cái đó là sắc quá khứ của mắt nhận thức của mình. Quả thật như vậy, thưa quý Phật tử, rõ ràng như vậy, không sai chạc. Sắc người ta bên ngoài kia kìa, người sắc của mình là sắc quá khứ không à. Đâu có cái sắc là của mình đâu. Quý Phật tử thấy không nè, hành giả mình thấy không? Dù gì thì khi mình ngồi thiền cũng phải thôi. Cái tên của mình đó là cái tâm mình đang hiểu, mình hưởng lấy cái tên của quá khứ, nhưng cái tên nhắn hiện bài cái đó à. Rồi mình đụng vô nữa, mình đụng vô nhiều nữa, cái bắt đầu mình đi than. Trời ơi, tên quá siêu rồi.
cái tên nó nằm ở đó, cái tên nó nằm đó, mà mình than đó là mình nói là cái gì? Cái quá khứ. Cái than đó mình nói là cái quá khứ, phải không nào? Chứ đâu có hiện tại. Mà cái tác ý của mình gì? Cái tác ý mình nhìn nó là gì? Tác ý muốn than chứ không gì, tác ý nó nhìn thấy việc than. Đây là việc cái tên. Mình không có cái tác ý để việc than, mà cũng không có tác ý để việc cái tên. Mà cái tác ý mình muốn nói cái gì? Của gì lai bỏ vô quá khứ để kể lại cái hiện tại. Thánh cái đó, quý Phật tử mình phải nắm được cái này chính xác đó. Hành giả, hành thiền hôm nay chúng ta nắm bắt được, chiều nay chúng ta nắm bắt được cái kỹ thuật này. Hiểu không? Mỗi ngày chúng ta có một cái chìa khóa là như vậy đó. Cái kia nó nằm ở đó đó, chúng ta phải nắm bắt được cái này. Thì chút nữa mình có than không? Không có than. Vì mình không có tác ý để mà than rồi, mình có tác ý là gì? Để giữ lại không? Mình giữ không được. Mình giữ không được, thưa quý Phật tử, sư thưa quý Phật tử là không cách nào mà giữ được cái sắc này của cái sắc này nữa. Cái sắc này mình giữ được cái sắc này không? Không, cái sắc này là của mình, cái sắc này là của nó. Mình chỉ đem cái nó vô cho trạng thái cái này thôi. Mà sắc này là của nó, mình đâu có giữ được. Có một người Phật tử, họ nói chuyện với sư, họ là Kali, Phật tử bên Kali. Sư có ba con chó. Con chó thứ nhất là tên là Chico, con chó thứ hai tên là Charlie, con chó thứ ba tên là Sati. Cái sư đi qua bên này, sư giao cái tài sản cái sư được cho người Phật tử đó nuôi. Thì có con chó đó, Chico, nó thương cái người Phật tử này lắm. Giống như là cái người nó từng tiền kiếp quá khứ nhiều đời nó tới nó vậy đó. Nó lên nó vô nó nằm với cái cô Phật tử, sư nó tại được nằm ngủ chung mà. Nó nằm nó lắng vô, nó lắng cảnh sát vô. Cái người Phật tử sư mới kể qua sư, nó trời con chó sư nó nằm nó lắng còn quá nó quá sát sư nó không sao. Thì mời nó mình dắt nó đi ra một bác sĩ đó, mình xé cái da mình ra, mình lấy cái da nó dưới da mình kết mai dính luôn. Cho nó dính rồi nó bỏ lắng nữa. Nó sát da dưới da, sát da luôn. Cái Phật tử sư nó đâu có được sư. Cái da nó sao dính da con dữ, con mình dính trộm sao. Để cho nó khỏi nó lắng nữa. Cho nó sát nhập vô thành một đó. Thì nó đâu có nằm nó lắng nữa đâu. Nó tự lúc tẩy nó còn thấy nó có khoảng hở. Nó cũng lắng vô nữa. Cái người Phật tử càng lắng vô là nhường nó chất bằng chút xíu. Nó thấy có khoảng hở, nó lắng vô nữa. Cái giường nó kinh sai. Mỗi cái giường kinh sai một hồi chúng thấy cái chỗ nó chặt cứng à. Còn bị chấm gơ. Con người của mình vậy đó. Khi mà nhìn thấy cảnh sắc này á, mình tưởng rằng của mình á, mình cứ cán đem vô nữa. Cứ đem vô nữa, đem vô nữa. Đem tới khi nào mà nó xé cái da mình, đem sắc vô, mình mai lại giữ lại cho nó. Sắc này là của mình là một đó. Được không? Dạ sư nghe. Thật sự như vậy có nghĩa là cái ý niệm của cái này, tức là mình khi mà mình nhìn thấy mà mình chỉ thấy trong quá khứ thôi, tức là mình phải diệt trừ nó đi. Mình không thu thúc mình chứ. Dạ, phải thu thúc. Mà ngay cái thu thúc đó mà do gì cái tác ý mình phải bị chế ngự. Phải không? Chế ngự cách nào? Chế ngự thế này, tức là mình không cho này phát triển và mình chấm dứt cái này được phát, được đem vào. Cái tác ý này quan trọng. Cái chế ngự này là chỗ này. Cái chỗ này là quan trọng. Chế ngự là cái chỗ này. Và mình không có nuôi dưỡng cái này. Thu thúc là gì? Sao càng không mở. Diệt trừ các kiết sử tham đắm theo từng phước. Chế ngự là không tham, không sân, không si. Tức là khi mà mình thiền thì mình bắt đầu mình thấy tê đó, thì là mình đau đó, thì là mình bỏ đi, quên đi, tức là mình chế ngự. Không, cái đau ha. Để bây giờ sẽ trình bày nha. Rồi bây giờ cái kỹ thuật ha, à, muốn nói về kỹ thuật. Khi mà thiền với cái tay, cái tên mình đang làm, tên ra. Tên. Đây, và tên. Khi mà thiền cái tên nó lớn, mình phải thu thúc á. Thu thúc cái chỗ nào? Hai pháp. Tâm ý thức không nhìn thấy pháp tê. Tâm thân thức không bị cảnh xúc nó chi phối. Thì chưa? Cần cái suy nghĩ xuống không? Dạ. Dạ. Dạ liền à.
Rồi, thu thúc nó có hai khi nó tê. Thứ nhất là tâm ý thức thu thúc chánh pháp, pháp tề. Tâm ý thức thu thúc pháp tề. Cái thứ hai, tâm thân thức thu thúc cảnh xúc tề. Hẳn á, bởi cái gì? Bởi cái tác ý ngay hiện tại mình thấy, đúng không? Thì mình phải diệt, mình thấy ngay hiện tại mình thấy là diệt gì? Tham là kiết sử, sân là kiết sử ngay hiện tại, bắt cảnh hiện tại, diệt tác ý của mình. Nhưng mà thì khi tâm ý thức mình bị thu thúc cái tê, tâm ý thức mình đang thu thúc cái tê, pháp tê, thì lúc bây giờ cái tác ý của mình á, nhìn cái cảnh tê hay là nhìn cái tác ý của mình đang diệt cái tê, bởi cái gì? Việc tham, việc sân, việc si. Mình sẽ ngửi tại đây kiếm chưa? Có nghĩa là mình ignore, là mình không ignore, mình nhìn thẳng vô cái tâm mình, nhìn thẳng vô cái tâm mình, thì lúc đó đó cái tê của mình á, cái tâm mình ra sao? Sang lên khó chịu. Cái tâm mình đang sang lên là khó chịu, mà ít nó là mình bị si rồi, không được, phải sáng suốt mà, với trí tuệ mà. Thì khi đó đó, cái tâm mình đó, lúc đó đó tê đó, mình phải nhìn cái tâm mình đó là gì? Khó chịu là sân, phải diệt cái sân chứ đừng lo gì cái tê. Đó là chế ngữ tham sân si, phải diệt kiết sử, bởi kiết sử đang còn trói mình lại. Kịp chưa? Được không? Anh Mỹ chưa rõ? Dạ hiểu rồi, nhưng mà chứ sao? Dạ hiểu rồi, còn hỏi là sao? Chúng ta biết. Hồi nãy sẽ nói là chỉ đồ phi tới lúc đó anh không biết chứ. Lâm sàng là chính mình biết cho ông thầy kỹ thuật thôi mà. Chú còn hỏi chú hành cái ca sao, chú xin hỏi chú kể cho nghe. Đúng không? Dạ anh Phúc xin chúng nó sẽ kể cho nghe. Con nói chính coi chúng ta hành không, con hành ra sao. Rồi chưa tóc rồi hả? Tóc rồi hả? Đúng không? Hiểu rồi. Do đó đó, cái chỗ này là mình đang đứng cái chỗ này. Cái tác ý mình á, tác ý mình chạy về quá khứ, tác ý mình chạy tới vị lai, mình đánh mất cái hiện tại. Chính cái đó là mình đang soi trôi là ba chiều. Thì gì đó đó, cái chế ngự của mình ấy là mình nhìn lại cái tâm của mình á, thì cái tâm đang thu thúc cái này là gì? Tâm ý thức biết thu thúc pháp tề, tâm thanh thức biết thu thúc cảm xúc tề. Giữa tác ý của mình là gì? Chế ngự tham sân si, đang diệt trừ những kiết sự, cái diệt lai đang cột chó mình lại hiện tại. Hiểu chưa mà? Nắm được chưa? Hiểu không? Có thắc mắc không? Bữa nay xin mở cái cửa đó ra cho các Phật tử mình thấy cái chỗ đó đó. Rồi chưa? Như thế thì ở đây tâm nhận thức chúng ta nói như vậy. Như vậy thì ta có thần kinh nhãn. Ta có thần kinh nhãn. Thần kinh nhãn ta tốt hay xấu? Không cho lời vào đó. Không có, không sâu à. Mặn liền mất tiêu rồi. Thần kinh nhãn nó có hai. Thần kinh nhãn có hai. Nếu tâm bất thiện, thần kinh nhãn mà thuộc quả bất thiện, thì thần kinh nhãn đón lấy cảnh sát xấu. À ha. Rồi tâm nhãn thức mà thuộc về thiện, về quả thiện, thì sẽ đón nhận cảnh sát tốt. Như vậy thì xin muốn nói, ở thần kinh nhãn này làm duyên cho tâm nhãn thức này khởi sanh lên, thấy cảnh sát tốt hay cảnh sát xấu á, là lúc đó chúng ta biết được chưa? Như vậy thì khi chúng ta thấy cái cảnh sắc mà cái cảnh sắc mà bây giờ ta nói cái cảnh tê, tâm thân thức chúng ta phải khởi lên cái tê, thì cái thân thức đó chúng ta bắt cảnh xúc lên, cảnh xúc bất thiện không nào?
thì là cái đó là gì? Diệt trừ ha. Mình phải nhìn đầu tiên là gì? Mình nhìn vô là cái quả bất thiện, quả khứ mình đang trổ, trổ sanh. Mà quả bất thiện đang trổ sanh đó, nguồn gốc của nó là gì? Ba nhân bất thiện, tham sân si đã trổ sanh. Bây giờ phải diệt tham sân si. Mà nếu không diệt á thì tham sân si này trở lại lần nữa thì mình lại bất thiện và khổ nữa. Hiểu không? Bây giờ sẽ nói là khi mà tê lên á, tê lên mình phải nhìn cái tê hay là nhìn cái tâm của mình? Thường thường hành giả lo nhìn cái tê, không nhìn cái tâm của mình, phải không nào? Và lúc đó đó mình chạy theo cái tê đó thì tâm mình đang bung ra ngoài là gì? Khó chịu. Cái tâm mình đang bung ra ngoài là khó chịu đó, lúc đầu tâm mình đang là gì? Sân bất thiện nó rồi. Chưa, thấy chưa? Mình chưa diệt được cái tê của bất thiện quá khứ đang chỗ sanh cho mình khó chịu cái thân này, mà là cái tâm mình nuôi dưỡng một cái bất thiện nữa đó, thì mình làm sao mình được có cái thiện phước được an lành cho mình trở lại được? Xíu xíu thế hiểu chưa? Phải giữ cái tâm, giữ cái tâm, chế ngự cái tâm, phải giết trừ những cái tâm đó đó, thì cái pháp kia nó mới hết được. Ta nuôi nó thì làm sao chúng ta nói là nó đường sanh lên? Ta dưỡng nó thì chúng ta làm sao cho nó đừng có trở lại với ta nữa? Một tự đâu có cắt bỏ cái gì đâu, cái tự đâu có cắt bỏ gì đâu, thế thì nó còn trở lại với mình thì mình đừng có tự chó gì, đừng than thở, đừng la làng, mà mình muốn la hát không à? Mình muốn la hát không mà đúng chuyện như la làng. Ủa khổ quá, tê quá, nhức quá, đau quá. Có Phật tử con nói chứ sao con ngồi con thấy khổ không à? Con ngồi con thấy con tê không, con thấy con đau không, con nhức không à? Vì sư hỏi chứ một phút giây mà ngồi đó không có thấy một phút giây nào là thấy không nè, họ nói câu đó đó, họ nói cho sư nghe đó. Họ ngồi suốt một buổi mà họ ngồi một giờ họ ngồi đó, họ thấy tê nhức mỏi đau không à, xin nói chứ không có một phút giây được an lạc à? Hả? Có thấy sao? Họ nói xin cái một giờ họ thấy tê nhức mỏi đau không à? Hả? Họ nói thèm lên đó nè, thèm lên gì là gì? Thèm lên tức là gì? Là bất thiện. Chuyện không có mà nó có. Chuyện ít có nhiều thì nó nhiều thiệt. Rồi lúc đó mình than nhiều lên nữa. Dạ sư nghe. Sư thì cái trường hợp này thì mình chế ngự được cái sân. Chế ngự cái tâm mình đó, đang hiện bằng cái gì đó. Phải không đó? Dạ. Thì, thế thì còn chứ tham thì sao? Thì tự như là trong thiền thì... Mình còn thoải mái quá. Mình thấy phi lạc quá. Nổi da gà một ốc lên. Mình thấy người mình lăn lăn sắp sửa bay lên tới mất nhà. Cái tay mình đè xuống lại. Cái lúc đó mình phải chế ngự cái tham dính mắt đó đó. Nhưng có những người hành giả ngồi thoải mái lắm, ngồi một hai tiếng đồng hồ không ăn trong nhà chân á, không ngồi nữa, không ngồi nữa. Cái sư nói cho, ủa ngồi không có thấy cái gì hết đó, thoải mái gì, ngồi nữa để làm gì? Hưởng cái thoải mái đó đó. Chết cái chỗ đó. Cá ham mồi, cá cắn câu, cá ngồi đời. Hẳn á. Vậy là cái tham nhắn mình lên. Còn có người ngồi thiền đó chứ, con không thấy gì hết á. Con thấy cái gì? Con không biết gì hết á. Còn con ngồi sao? Con không biết cái gì hết á. Chỉ cắt, ngồi chứ đó, xì. Ngồi hoài. Hoài, ổn sao ngồi hoài vậy? Chứ con đâu có biết gì đâu. Con trả lời đó, ổn sao ngồi hoài vậy? Thì con đâu biết gì đâu, chỉ ngồi nữa đó, ngồi nữa. Con ngồi nữa. Ngồi nữa để tìm gì? Thấy cái gì? Sư xỉu quá nha. Anh nói một hồi sư xỉu đó. Người ta đi đánh giặc hai tuần lễ chưa thấy mệt, bây giờ đang nghe anh câu sư xỉu liền đó. Nói từ định tình khác nói không phải. Đúng không? Đó, đó là chỉ vậy đó.
ta hành thiền là như vậy đó, cái tâm của ta là như vậy đó, mà sự tu tập ta là vậy đó. Chúng ta nói tâm siêu thế đó là những cái gì nó không có trong dục giới, nó không có trong sắc giới, nó không có trong của sắc giới mà là siêu thế. Mà những cái gì mà nó còn là dục giới, còn sắc giới, còn của sắc giới đó, thì chúng ta đừng nói ta có siêu thế. Ta đừng nói ta có siêu thế, tội lắm. Tại ta không có mà ta cứ luôn nó siêu thế không mà ta nói gì siêu siêu cao không mà. Mà không biết siêu cỡ nào đó. Siêu siêu gần đấy không? Siêu siêu. Nên quý Phật tử nghe thì nói ha, cẩn thận ha, nhắm lắm mắt lại hiểu ha. Vậy thì khi chúng ta lấy đơn giản một cái dục giới thôi, tâm nhận thức biết cảnh sắc, sắc này là của mình không? Không phải. Sắc này mới là cảnh sắc của mình. Và sắc này không phải là của mình, nó vẫn còn có khoảng cách. Và cái khoảng cách nó có những cái gì ta gọi là khoảng cách: vô thường, khổ, vô ngã. Thành đem vô ta nói là thường, ngã của mình. Phải đó. Kịp không nè? Đó. Nhìn chứ như có tự nhìn cái hoa đằng đây này không nè. Chúng ta nhìn cái hoa đằng đây không nè. Thế cảnh sắc này là của cái hoa. Cái hoa này là một cảnh sắc. Nhưng mà chúng ta nhìn vào cái cảnh sắc này mà ta nhắm mắt lại, cái hoa này là của mình không? Cảnh sắc này là trong tâm mình có, là của mình. Nhưng mà mở mắt ra, cái hoa này là của nó và của mình dẫn đến hoa này. Thẳng mà mình mở mắt ra thì cái hoa nó dẫn là ở đó và con tâm mình dẫn ở đây. Nó đâu phải của mình. Chính cái đó mình gọi là mình sự thật. Còn không á, thì nó cái hoa này tôi thấy là của tôi. Sai lầm ha. Cái đó là âm thanh này tôi nghe rõ ràng, âm thanh này của tôi. Mà âm thanh đó nó còn không? Hết rồi. Nó hết rồi. Âm thanh nó đã qua rồi, quá khứ. Nhưng mà mình kéo lại, tại vì hiện tại chúng ta đang dùng cái tác ý này để ta kéo lại, thì cái kéo lại cái của cái mới này nó đưa vô trên này lại mình đây là lại là quá khứ nữa. Mà mình lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy nữa đó, là mình đang sống nhiều lần trong quá khứ nữa, và mình đang tái diễn lại trong đó. Mình mắc cái gì của hiện tại, mình không có gì mới cả. Quý một tỉnh nghe kèm ha. Một cái bản nhạc mà 30 năm về trước, 40 năm về trước, một ca sĩ nó đang ca, bây giờ một ca sĩ đang ca trở lại, mình nghe sắc thái nó mới, cái trình diễn nó mới, hay là cái hiện bài mới, cái lời văn y nhịp, nhạc không y vậy đó. Chúng ta nói cái bản nhạc này bản nhạc mới không? Không. Nó không thể là bản nhạc này bản nhạc mới được. Và đó là chỉ tái diễn trở lại với một hình ảnh mới, cảnh sắc mới thôi, chứ thực ra lời văn nó vẫn y vậy đó. Thì cái đó mình vẫn không nói là cái bản nhạc này bản nhạc mới. Phải không nào? Thì cái cảnh sắc này mà chúng ta đang thấy đó, mà ta đưa vô đây rồi đó, cái sắc này với cái sắc này giống nhau không? Giữa một sắc na này với một sắc na sao, giữa một phút giây này với phút giây sao, đã khác rồi á. Mà mình nói cái này y như vậy nào một đó, là mình đang ở trong cái trạng thái gì? Trạng thái si. Khó nạn. Do đó, khi mình thấy cái tê nó đến với mình á, mà mình lặp lại trong ý niệm của mình á, cái tê này á, nó cũng vẫn là cái tê của nó, và mình lặp lại cái tê của mình á, cũng không đúng như cái tê của nó đang có. Hơn hết, chúng ta chia cái tâm sân, tham sân si của mình đang đây hay hơn. Gọi là gì? Chế ngự, để mà không còn bị ảnh hưởng với sự thiếu sự thu thúc. Vì không có thu thúc thì mình phải biết chơi ngự. Không nè, mà mình không có giúp chịu được đó, thì mình phải kế chơi ngự, phải chơi ngự, chơi ngự. Lúc đó mình còn cái tâm của mình, coi cái tâm mình, coi cái tâm mình, coi cái tâm mình. Quý Phật tử đối diện với cái tê, mà quý tự diệt không được cái tê, không chế ngự được cái tê đó, vì mình chế ngự cái tâm của mình. Nghe kịp xin nói không? Cái đứa bé nó khóc quá đó, đứa bé nó khóc quá đó, mà mình không cứ làm cho nó dứt khoát cái khóc rồi đó, thì mình phải chế được cái tâm mình, nó phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh để giải quyết cái khóc của nó.
nó khóc mình khóc theo, nó khóc mình quản khóc theo, không ai giải quyết được gì cả cho ai. Kịp không? Nó khóc mình khóc theo, không giải quyết. Nó khóc mình quản khóc theo, không giải quyết. Mình phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh để mà giải quyết. Câu chuyện nó đang khóc rồi này, để cho nó khóc. Mình phải giải quyết cách giải quyết của mình. Giải trí, trí tuệ của mình. Không nè, mình giải quyết theo nó không? Mình giải quyết theo nó thì nó dắt mình đi theo con đường của nó. Còn mình giải quyết cho mình á thì con đường đó nó sẽ chấm dứt và nó cho mình lặp lại. Mình giải quyết theo cái tế mà tế nó muốn mình giải quyết đó, là nó kêu mình xả thiền đi, thì mình chiều nó mình xả thiền thì nó sẽ dắt đi mình theo con đường đó. Cái thứ tê mình xả thiền, cái tê mình xả thiền. Còn mình giải quyết cái tê với cái tê của nó đã có, với cái quyết định của mình, với cái sự trí tuệ của mình đó, thì cái tê đó nó không lặp lại mình nữa và mình có con đường khác mình đi. Như vậy, như vậy thì cái lúc mà mình thiền như vậy thì mình chê ngược, nhưng mà chê ngược tức là mình thật ra là mình coi cái tâm, coi cái tâm của mình để mình chê ngược. Cùng lúc đó là mình cũng biết là cái pháp đó nó có sanh có diệt, tự nó cứ để mặc nhiên nó đi, nó tới, nó tới, yeah. Nó đi, nó đi, nó đi, nó đi. Mình giữ nó không được, giữ nó không được, giữ cái tâm thì được. Nhìn cái chiếc một cái đồng tiền 100 đồng, một chiếc tiền 100 đồng, phải không nào? Ở nước Mỹ chỉ bán tờ 100 đồng chứ đâu có tờ 500 ngàn đâu ha. Cái tờ 500 ngàn ở đâu đó chứ không phải ở đây có, phải không nào? Có tờ giấy chồng lớn chứ không phải nè. Đứng ở trên cầu, đứng trên cầu thấy một ông già kia bứt cái tờ giấy 100 đồng thả xuống dòng sông. Mình nhìn thấy dòng sông cái tờ giấy nó đang trôi, mình nhảy xe mình chụp xuống lấy, chụp lên lấy không? Không sao, không nó chìm, hàng đó cái chìm đó. Ông kia ông cầm cái tờ giấy 100 đồng thả xuống dòng sông rồi nè. Mình nói chứ cầu nó, em thả xuống tờ giấy 100, mình thấy 100 rồi mình tháo xuống rào xuống liền. Anh Dũng chắc muốn phóng xuống liền tại đi mua đôi dép. Anh đang cầm đôi dép nên phải phóng xuống luôn tờ giấy 100 đồng đi mua dép. Còn sư thì sẽ không dám phóng rồi đó. Không được đâu, không mình đánh cái chuyện đó mình khỏi người ta chi. Mình có cái mình nè, thấy người ta thả người ta giấy 100 đồng xuống đó mình phóng xuống mình luôn không? Không, mình không có làm vậy. Mình đứng mình nhìn, đứng nhìn và coi cái tâm mình tiếc không? Có buồn không? Hẳn á, cái pháp tê nó đến như vậy đó. Cái pháp tê nó đến như đó. Giấy tiền nó góp xuống dòng sông mình nhìn thấy mình không làm được gì đó. Mình coi cái tâm mình nóng xin những các bạn tiếp nữa đó. Anh đừng làm chút xíu nha, anh nói hai câu ha, thấy nóng không biết nóng cái gì nữa. Thế mà nhìn cái giá tiền nó rơi với ông sống, mình nhìn cái tâm mình à, chứ mình nó không xuống đây được, không nóng cho được. Còn trường hợp ai không nói thì chuyện ai nói sự không cho nó vô. Sự yên chắc là sự giữ các bạn rồi, sự không nóng, không sẽ nói theo ai theo đó, ai muốn nói theo nói. Hiểu nè, cái tê nó đã đến rồi á. Cũng như ông già đã quyết định ông bỏ 100 đồng xuống dòng sông rồi đó, là chuyện của ông. Mình đứng mình ngó cái tâm mình thôi à. Còn mình không có biết có cái tâm mình đó, mà mình phóng xuống lượng cái tâm gì đời chỉ 100 đồng đó, thì tất cả là một bẫy sạch. Yeah. Một cái cảm bẫy của con người ta đang bung ra, hay một cái pháp đang bung ra, mình nhảy vô mình dính cái bẫy sạch đó thôi. Của tham sân si thôi, cái đó là một cái bẫy sạch. Yeah. Đè đập già chết hả? Đè đập già chết thì sao ông quăng xuống thì đưa tôi đi. Tôi biết là tôi lộn quăng chứ không quăng xuống sông kia. Là đè đập mà. Đó gì mà nói xỉu xỉu đó. Lớp học lâu ngày gặp đại toàn xỉu không. Cô tiền giả đó. Ok đó bà, đưa nó 2 xe chỉ, 2 chỉ vàng, 5 chỉ, đưa 2 khoen vàng, 4 khoen 5 chỉ. Cả kia mình quá phóng xuống để lọt về. Xong
sao cái đó là giả. Làm hai cái dạng trộn cái. Thế có biết Phật tử xem nè. Nên trên đó đó, mình phải coi cái pháp như vậy đó. Đồng tiền mà đã gớm dòng sông, mình đứng ngó cái tâm mình cho từng cái ngó thì dòng tiền. Pháp tê nhất bồ đào là nó đến với thân mình rồi đó. Thì mình ngó cái tâm mình chứ đừng có coi cái pháp tê nhất bồ đào với cái thân này nữa. Mình nhảy vào đó chỉ là một bẫy sập đang dương ra, thì chụp mình cả cái tâm và cái thân mình chết trong đó rồi, không có siêu thế. Lâu ngày gặp lại nhớ quá, mình nói ra cái tôi cũng xỉu không à. Cái kẹo ha, cái đó là trí tuệ. Còn không á, là vô minh. Cái đó là trí tuệ để mình thấy được thực tướng, thực tính và thực tướng. Còn không á, là vô minh, là bẫy sập, lọt vào trong đó, cuốn cho mình theo dòng nước. Mà mình gì? Vì tham đắm cái đó mà thôi. Kiết sử. Đó là kiết sử. Mà kiết sử luôn luôn sẵn sàng đón ta ở ngày vị lai, ta cũng luôn hồi lại. Mà chúng ta không có cái tác ý hiện tại này, thì kiết sử này cho ta có cái vị lai trở lại. Quá khứ, hiện tại, vị lai. Chúng ta đã dạy rồi, chúng ta đã sai lầm, ta đã cho cái quá khứ rồi. Mà ta còn giữ lấy hiện tại đấy, mà chúng ta không có diệt trừ nó đó, thì vị lai nó cho chúng ta là cảnh cái trạng này lặp lại. Mà cảnh trạng lặp lại này không giống được cái cảnh trạng này. Cái cảnh trạng này lặp lại không giống cảnh trạng này. Cảnh trạng này là không phải là của này, mà cái này là của quá khứ, mà cái này là của vị lai. Thế thì ta ở đâu? Thế là một sự xây tròn. Xây tròn đó. Hiểu không? Siêu thế. Chúng ta nói siêu thế. Chúng ta mới giải thích cái chữ siêu thoát, siêu thế như thế nào. Chúng ta nói ngay cái gì mà tam thời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Mà chúng ta có trí tuệ, ta bẻ gãy, ta đi ra được đó. Thì chúng ta chấm dứt siêu thế, chấm dứt hiện thế, ta ra siêu thế. Còn cái gì mà chúng ta chưa bẻ gãy được, quá khứ, hiện tại, vị lai của hiện thế đó, thì chúng ta chưa ra khỏi siêu thế được. Chúng ta còn ở trong cái bẫy sập của hiện thế. Chúng ta còn ở trong bẫy sập của hiện thế. Đó, quý Phật tử thấy không nè. Những cái dẫn chứng, những cái thí dụ mà chúng ta ngồi xuống, ta nghe, rồi ta ngồi nghiệm lại đó, cái hoàn toàn là thực tế. Những thí dụ đây hoàn toàn là thực tế. Ta nghe một âm thanh, ta lặp lại âm thanh nó của một quá khứ, âm thanh nó đang kia rã bên ngoài, cũng không phải là của cô ta, nó là cái vị lai, ta lặp lại với tác ý, ta nuôi theo đó, ta chạm lại quá khứ. Ta nói hiện tại, ta giúp cái tác ý không khôn khéo. Thế thì ta lặp lại mà thôi. Cái người ca sĩ đó vẫn biết cái bài hát cũ này 35 năm gì chứ mình đã nghe rồi, nhưng mà nó lặp lại y như vậy, nó không có được người ta mua nó bài hát này. Nó phải sửa đổi. Nó phải sửa đổi làm cho con người ta mới thích thú, người ta mới mua cái bài hát cũ 35 năm gì chứ người ta nghe rồi. Mình mới mua vô. Chứ biết mà y chang gì đó, cái giọng cũng rè, giọng cũng khổ, âm thanh ứ ứ gì đó, nhưng nó mới mua. Giờ phải hiện đại hơn. Cái cảnh này, cái vị lai này phải hiện đại hơn. Để cái hiện tại với tái này mình kéo vô để góp vô cho là một quá khứ lặp lại. Mà lặp lại trong trạng thái thiếu hiểu biết. Mà lặp lại trong trạng thái thiếu hiểu biết của con người mình đã tái dùng lại, tái dùng nó lại. Quý Phật tử hiểu không nào? Là như vậy thôi. Mà mình phải thấy thức tỉnh cái chỗ điểm này. Khi ta ngồi thiền cũng vậy đó. Hôm nay tê như vậy, mới tê như vậy, muốn tê như vậy, chúng ta đi lên trình pháp với vị thiền sư, tôi tê, con tê, mỗi lúc con ngồi thiền đều tê, lặp đi lặp lại đó là mình tái dụng nó lại, chứ thực sự tê nó khác hoàn toàn, không phải thật như thế. Thì không hiểu không? Thế nào? Cho đó là chúng ta sẽ thấy, khi chúng ta nói tới cái thằng tê tê là chúng ta có hai cái tâm thức nó lên này, tâm ý thức thu thúc cái về pháp tê, hay là tâm tâm thức cần phải thu thúc cảm xúc tê. Với hai cái này nó nằm ở trong tác ý ngay hiện tại mình đang quyết định. Với hai cái này là nằm ngay cái tác ý ngay hiện tại mình đang quyết định. Mà với cái tác ý ngay hiện tại mình quyết định không được á,
thì vị lai lặp lại trong quá khứ, hiện tại mình đánh mất, hiện tại mình đang bị đánh mất. Ta đâu có gì cái tế, ta gì cái tâm sân mà, ta đâu có gì cái tế, ta gì cái tâm sân của ta, ta gì cái tâm si của ta, chứ ta có gì cái tế. Không nào. Còn sư kể tiếp một cái thí dụ đó, ông già đứng trên cầu, ông lấy một tay giấy 100 đồng, ông thảy vô dòng sông. Ta nhìn xuống, ta nhảy xuống không được, ta phải dừng cái tâm của ta lại. Không, không có đây là cái bẫy sạch, nhảy xuống là chết. Để đây một cái dòng sông xoáy, có cá sấu nằm dưới đó, nguy hiểm lắm. Nhưng mà chúng ta không đi, đứng đó hoài. Mà cũng không đi, nó đứng đó đắm đuối cái dòng sông ra cuốn cái tờ giấy 100 đồng. Không biết đi tới đâu, không biết đi tới đâu. Tâm của mình như vậy đó. Nhìn thấy cái tờ nó đến rồi đó, mình cứ đắm đuối nhìn cái tờ này, không biết cái tờ này đi tới đâu. Còn cái tờ nó dắt mình đi, còn mình đi theo nó. Tờ nó đi tới đâu đi từ đồng hồ nó xuống tới mắt cá rồi chết rồi, mà từ mắt cá nó chạy ra mấy cái động chân rồi chết rồi, nguy hiểm rồi. Mà nó đi ngược lên bắp dế lên lên rồi. Ôi nó trên gần, nó dòng sông lưng cuộc sống của mình. Ôi trời ơi, ghê ghê quá. Rồi bắt đầu theo cái dòng, dòng sông cái đồng tiền đi theo dòng sông. Đến gần hả? Đến gần. Đến gần, đến gần, đến gần. Câu nói cuối cùng là đến gần. Hay chỗ đó đó, tu hành tới mức đó cùng đức nha. Đức gần còn đây. Thì rồi ở dưới Texas đó, sư giảng đó, vì cái bác thiền đó, giảng mất có 3 ngày, 3 người vô bệnh viện. Sư làm quá, sư làm quá. Sư làm quá. Thì ông có pháp nó làm quá, mà đổ thừa sư làm quá. Ba người đắc đạo, ba người vô bệnh viện, người đầu tiên là Liễu Duyên, người thứ hai bà già, người thứ ba là liệt não luôn. Mà sẽ nói trước cho nó chứ, nay ngồi thiền tốt nha, ai cũng ngồi thiền tốt. Cái ngày mới sẽ nói chứ, chỉ một bữa nay mà sư nắm cái tay lại. Cái ngày đầu tiên nó sẽ nói chứ, nay ngồi thiền tốt nha, cho xin nắm cái tay lại nè. Sư nói bỏ ăn á, rồi tăng ni Phật tử quá hiểm, sư nắm tay lại. Cái ngày mới á, hỏi xong đó, ôi, còn chưa từng bao giờ cứ ngồi thiền mình được 50 phút nhẹ chứ. Quý quá, mình là ngồi thiền quá tốt, mà nhẹ nó không có bằng mà ngồi xong rồi phải xa, mát xa nữa. Một buổi sáng ngồi xong phải mát xa, trù tê, chứ phải bóp cho máu huyết lên đầy đủ, thu thấm á. Thì này không có ra, sư đứng lên cũng đứng lên luôn. Không có té. Được nha. Qua ngày làm sao? Sư nói cho xả tay ra nha. Có sức chơi. Con thầy nó sức chơi sức chịu. Rồi. Cái này nhận hết nha. Nhận hết chứ không? Nhận. 55 phút cả đời hết. Ngồi một người chạy vô bệnh viện. Ngồi kính vô bệnh viện. Người đầu tiên vô bệnh viện. Liệu duyên. Trời ơi mặt cổ đỏ. Con nói cho sư đánh thẳng tay quá. Sư nói đâu có đánh thẳng tay. Sư nói trước rồi má. Pháp lên như vậy. Rõ ràng nãy giờ những cái gì mà sẽ nói hôm nay nó là như vậy. Chúc mừng được tự sẽ lại khó hàng như vậy. Không có xe mình chịu tới đây đâu. Bệnh viện đây khó hàng như vậy mà. Bệnh viện gần đây do đó đó đây, ở bệnh viện gần đây nữa dạ. Do đó đó là sự thật nó như vậy. Pháp là phải như vậy. Cho đó đó, sư rõ ràng, sư nắm rõ ràng, sư trình bày quý Phật tử rõ ràng, chứ không có sai chặt. Cho đó đó, mình nhìn cái tâm ý thức, mình thu thúc cái pháp tê. Nhìn cái tâm tăng thức, mình thu thúc cái chức tê. Cái nào mình phải làm? Hai cái đó lúc nào đang đến cùng một lúc. Mình sẽ nói, tâm mình mà thu thúc cảnh chức tê là không đáng. Vì nó đã có rồi. Mà tâm ý thức mà thu thúc cái pháp tế là mình không cần,
thì mình chỉ nhìn cái tác ý của mình là muốn cái gì đấy, cái đó là quan trọng. Vì mình đang sống cái hiện tại chứ không có vị lai và không có quá khứ, cái đó là cái điểm chính của mình. Hiểu chưa? Xin nghe. Sư nói như vậy thì cái tâm dục giới đó, khi mà mình dính vô một cái đối tượng nên mình dính rồi đó. Cái lúc mà mình tê quá thì kia thì có phải là nó có một sự nó có liên quan với cái chất thấp gì trong người không? Không, thấp thì chưa xỉu nữa. Nó đã thấp rồi còn phải còn kéo ra chi nữa, cho nó thấp liệu luôn đi. Nó thấp còn bỏ đi đừng có thấp nữa. Thấp từ một hành tinh khác. Thấp từ một hành tinh khác tới. Nó là bỏ bớt cái chỗ ghế ngồi mà thấp xuống, nó gọi phong thiên định ngồi ngồi xuống. Không, chất thấp là trong bụng. Chất thấp là trong bụng đó là thiền chỉ. Cái này sư đang nói cái thấp từ Vipassana là thiền quán. Nhưng mà lúc mình ngồi về đây thì đâu có biết là mình đạt được cảnh giới của thiền chỉ hay là thiền quán. Biết đó. Mình đi lạc mình biết liền à. Hy lạc quá là thiền chỉ, hy lạc là thiền chỉ, mình ra liền. À, mình đi ra liền. Nếu mà mình thiền lạc quá là cái đó không đúng. Chứ mình nói là ủa sao sẽ kỳ vậy không? Thiền quá là thiền nhất bộ đạo mà xong thiền lạc dưới vậy nè, chắc lạc rồi. Thế mình chạy ra liền, chứ còn có tới chủ thích quá, ngồi cái này thích, đi vô luôn. Vô thiền chỉ rồi. Đó, lúc đó cái chất thấp á, nó mới còn cái tâm mình ở trong đó, mình ở lại trong đó với cái chất thấp đó. Cái đó đó gọi là chất thấp đó, nó giữ cái tâm mình lại đó, cái này thiền chỉ. Còn đối với thiền quán không có chất thấp, nó đánh bể rồi mình ra mà không có tụ lại đâu mà nó chất thấp. Chất thấp là nó tụ lại cái tâm mình mới còn trong đó, mình dính trong đó là chất thấp. Còn đối với cái thiền quán nó đánh bể cái tâm mình ra để mình thấy hoại diệu có chất thấp, để mình mới nhằm chán mình bỏ, mình đi bỏ phàm mà thành thánh chứ. Kịp chưa? Kịp không? Kịp không? Ngồi đang ngồi lắng lượng cái chu chất bất định nè, cái chu còn đang tiếp nối nè, đang tiếp nối cái chất thấp này đang hấp dẫn. Con, dạ con không có phải tiếp nối cái chất thấp, nhưng mà con thấy có những người thì từng thiền cũng từng lâu rồi mà nói rằng là cũng đi theo thiền quán, nhưng mà con thấy sao bây giờ thì lại cái chất thấp nó phát triển ở bên người đó không nghĩa là thì là họ đâu có đi thiền quán, chất thấp nó lên là thiền chỉ rồi. Họ có thiền quán, họ quán tới quán lui thôi. Mà chưa có nói cái câu quán tới quán lui thiền quán. Sư không có nói câu đó nha. Quán tới quán lui thì thành thiền quán. Kìa mà, nó đi lạc rồi, thiền chỉ rồi. Được chưa? Nắm được chưa? Nắm được rồi ha. Nghe ha. Do đó, tâm mà ta thành thức mà ta thu hút cái cảm xúc đây này không cần thiết, nên đã có tê rồi. Mà tâm ta ý thức cái thu thúc pháp tê này là không đáng làm. Vì chúng ta cảm thấy cái tác cái hiện tại mình là gì? Diệt trừ những cái gì mà đang sanh lên từ nơi tâm của ta. Kịp chưa? Kịp chưa? Khi mà chúng ta thấy mây đen á, mà chúng ta không chuẩn bị nó đó, mà khi mưa nó tới rồi đó, chúng ta không có chắc chờ mưa đó. Mà chúng ta phải coi cái tâm ta xử lý khi chúng ta đang ở trong cơn mưa này ra sao mà thôi. Tại đúng không? Mình không có chấp trời mưa nữa. Mây đen tới thì mình lo chuẩn bị. Mà không chuẩn bị được, mà mưa nó ụp xuống vào đó, không chấp trời mưa. Phải coi cái tâm mình, phải giải quyết lúc đó ra sao khi trời đang đổ mưa mà thôi. Đúng không? Cái tê nó đã đến rồi đó, thì không trách cái tê nữa. Mà phải có cái tâm mình á, phải giải quyết cái sao với cái tâm mình nè, để mà đối diện cái đó, chứ không phải mình đối diện cái tê, diệt trừ cái tê, chặn đứng cái tê, phải giải quyết cái tê, không có, coi cái tâm mình nè. Kịp chưa? Kịp không? Rồi, cái thí dụ thứ hai, khi người thương nhất của mình, khi người thương nhất của mình là người mẹ có đứa con một, và đứa con nó đã chết rồi đó, thì không có cách nào mà cảm xúc bày tỏ được bao nhiêu để mà người con mình sống lại được đó. Thì mình phải coi cái tâm của mình không nào. Nhưng mà bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu tình cảm thương yêu của mình đang dồn nén vô,
người con mà con đã chết rồi đó, mình bày tỏ nó không có hiệu quả. Phải nè, không còn hiệu quả, nó đã chết rồi. Và mình càng bày tỏ bao nhiêu là cái trạng thái đó nó càng sai lầm hơn nữa, rồi mình phải giải quyết cho nó dứt khoát cho nó xong cho mình đi. Còn không á, thì chính cái đó đó là mình đang bị cuốn theo cái trạng thái si mê dứt pháp, chứ không phải mẹ thương con. Mình tự nghe kẹp à. Như vậy thì khi ta bị tê nhức bộ não là chúng ta phải giải quyết cái tâm ta đi, chứ chúng ta không có cái trạng thái si mê, cái trạng thái là tâm thương thân này bị tê nhức bộ não. Tâm thương thân này thì phải giải quyết cái thân này đừng có nữa để khỏi bị tê nhức bộ não, chứ không phải tâm thương thân này để mà chúng ta giải quyết sự xoa dịu cái tâm tê nhức bộ não để rồi thân này phải chịu lại lần nữa. Người con vụng về khi cắt một vật thể nào đó với con dao bén, người con vụng về khi cắt một vật thể nào đó với con dao bén mà bị đứt tay, thì người mẹ phải chỉ cách sao đừng cắt mà chảy máu tay hay bị đứt tay nữa, chứ không có cảm xúc khi cái tay đã bị đứt rồi. Con đừng cắt như vậy nữa thì sao, chứ không thể nào để giải quyết cái tay đã bị cắt chảy máu rồi. Kịp không? Mà không giải quyết nó đó, mà xoa dịu nó, hòa hải mộng cho nó, chia sẻ nó, băng bó cho nó, và lo lắng cho nó đó, ngày mai nó cắt đứt nữa đó thì làm sao? Mình trách nó hay trách mình? Trách mình. Vì mình làm cho nó tiếp tục bị trở lại, chảy máu và đứt tay. Cũng như vậy, khi hôm nay chúng ta bị tê nhức bộ não, chúng ta phải giải quyết liền cái tâm của ta. Làm sao để thoát ra cái thằng này và bị còn tê nhất còn đau. Còn không á, ngày mơ ta ngồi lại cũng như mày, tê nhất còn đau, lặp lại. Hiểu không nè, nắm được chưa? Thấy chưa nè, rồi chưa? Đây, như vậy thì chúng ta sẽ thấy rõ là người ta giải quyết được vấn đề. Ta giải quyết được vấn đề, mà khi ta giải quyết được vấn đề tức là ta nói rõ là ta có con đường ta đi, chứ ngoài ta không có con đường ta đi. Mà có con đường ta đi này là chúng ta nói đầu tiên nhất là đã có người ta đã đi con đường này rồi, mà chúng ta đây là con đường ta đang đi của người ta đã có đi, chứ không phải là mình đây là người, mình là người đầu tiên đi con đường này. Thì cái niềm tin đó mình càng phải vững chắc hơn, và thứ hai mình sẽ phải nỗ lực hơn. Nếu như quý vị tôi xin muốn nói và tôi nghe thế này, nếu chúng ta chỉ có một chiếc xe bus, chúng ta chỉ có một chiếc xe bus cuối cùng ngày hôm nay với cái trạm này, thì ta đứng đây và không có chiếc xe bus thứ hai nào nó tới nữa đó, mà chiếc xe bus này sẽ còn 3 phút nó sẽ tới với ta, chúng ta còn chần chừ chờ đợi gì nữa không? Khi xe bus nó sẽ tới chúng ta không? Chúng ta phải nhanh chân nhảy vào trong cái xe bus đó để đưa chúng ta về tới nhà. Mà nếu như chúng ta chần chừ vì cái tâm của ta là do ta, chứ không phải xe bớt không đến, hay là ta không có phương tiện ta tới nhà, về nhà được. Hiểu mà. Kịp chưa? Trên cái đó, tác ý của mình. Phải không á? Tác ý thể hiện hiện tại xe bớt sẽ đến và xe bớt đã đi, và xe bớt này chỉ còn lại một lần cuối cùng mà thôi. Người ta ý này mà chúng ta không lập lại thì chiếc xe bớt này nó sẽ là xe bớt đã đi qua mà chúng ta chưa được đi, không còn chiếc xe bớt thứ hai nữa. Hiểu không? Từ hình tính khá tối mà sao rồi sự thật nó là như vậy. Hôm qua sư có nói trên xe sư đi về với cô Thịnh An với cô Thịnh Trí, hôm qua nắng, hôm nay trời đang bắt đầu đổ, chưa mưa. Và sư có nói nhìn thấy liên tục các tuần là nóng vô thường.
không có giao thừa mình quyết định được. Hảo nữa, do đó mình thấy được, mình sẽ nói được, phải không? Yeah. Nhớ là những gì sẽ nói, không có sai. Cái đó nó các quý Phật tử sẽ nói rõ là như vậy. Trời nó sẽ vẫn đổ mưa trong mùa hè nắng đỏ. Có người mình đầy gian gian chung dựng nghiệp khó, nghiệp khổ chúng ta, ta cũng được được giải thoát khi ta biết khéo tác ý. Nắm để lắm nè, cái đó là sự thật. Ta đừng chùn bước, chúng ta đừng nản chí, chúng ta đừng có thất vọng, hay là chúng ta không có một niềm tin về chính con người mình. Phải có, chắc chắn mình sẽ tỏ. Quý vị sẽ thấy chính cái đó đó, tại nơi đây pháp ta đặt xuống đúng võ hàng, ta đưa chi pháp vô đúng vị trí nó, ta giải quyết được pháp, ta nắm được pháp, ta hiểu được pháp, là ta hành được pháp, ta đặt cả hai được pháp một cách chính xác. Khi mà chúng ta đặt không đúng á, thì vị trí đó lệch đó, thì những cái pháp đó không dùng được cho ta, không dùng được cho ta, uổng lắm. Quý Phật tử mấy, quý Phật tử mà học cái này rồi đó, còn cô là một cái băng đĩa của tăng ni ta học, nó thấy khu tăng ni đó. Mình nhìn lại quý Phật tử thầy là quá nhiều phước báo. Trời ơi, bao giờ họ tới được đây? Bao giờ họ tới đây mà nghe được cái pháp này? Còn xa lắm. Xa cũng như tất sắp được cái đây vậy đó. Thấy không nè? Đó, quý Phật tử nhìn thấy, được chưa? Rồi chúng ta trở lại. Như vậy thì khi ta nói tới siêu thế, ngay trong cuộc trần thế này, ta nói siêu thế, ngay trong cuộc đời thế gian này, con người chúng ta sẽ có được tâm siêu thế khi chúng ta biết được là ta qua được những cái tâm dục giới và sắc giới, vô sắc giới của thế gian này. Như vậy trường hợp như cô Nhịp Dung mới vừa nói đấy, là cái họ đang là gì? Muốn có tâm siêu thế, nhưng mà họ đang dùng là gì? Chất thấp của dục giới, của sắc giới, của sắc giới, của nghiệp thế, thì họ không có được siêu thế. Hiểu không? Thế mà những cái gì chúng ta còn đấy là chúng ta càng còn có hiệp thế. Những gì ta biết đây là chúng ta biết những cái gì có hiệp thế. Những gì ta đang có đây là những cái gì chúng ta đang từ hưởng, thừa hưởng là có những cái hiệp thế. Chúng ta phải đi tới cái siêu thế là những cái gì chúng ta không có, chưa có, giờ muốn có, giờ sẽ có, giờ đã có, giờ sẽ đã có được, thì mới là siêu thế. Được chưa? Nắm được chưa? Với đây thì đồng tiền sư thí dụ còn ha, ông già tháo tiền xuống sư thí dụ còn ha, mình quyết định là do mình quyết định rồi ha, sẽ chỉnh chứng rồi ha. Vậy thì quyết tự quyết 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 định chưa? Biết quyết định chưa? Biết quyết định chưa? Con còn đang ngồi chi chạc. Thầy thường quá, thầy thường anh đang ngồi chi chạc. Ai bắt mình chịu chạc, vậy chưa đang chưa có chặn đâu, chưa có chặn nó, mình chịu chặn chút xíu ủ lắm, chút xíu mới đáng ra chặn. Bây giờ mình đang học hồi, chưa có hành, mình dưỡng nó đi, mình phải dưỡng nó đi, chứ không là chút khi hành ra mình bỏ cuộc trước, kịp không nè. Nhớ à, xin lặp lại, quý Phật tử, quý hành giả của mình, nếu ta học cái tâm này hôm nay, thì quý Phật tử phải nhớ, ta chỉ có một chiếc xe bus cuối cùng trong hôm đêm nay, và phút giây nó sẽ đến, chúng ta không thể nào bỏ mất một cơ hội lên chiếc xe bus đưa ta mau về tới nhà. Hay là đứng ta đợi, ta đứng đợi cho ngày mai. Sẽ không có chuyện lắm, sẽ không có chuyện lắm, mà cái tác ý mình biết quyết định dưới cái trạng thái hành động, tác ý mình quyết định dưới cái trạng thái hành động, không là cái tác ý để mình ngồi để mình suy nghĩ, không có nữa. Quý Phật tử nghe kịp không? Ý sư muốn nói không có chuyện lắm,
mà mình phải có tác ý, mình quyết định để hành động. Cái tác ý hay là quyết định đang ngồi suy nghĩ, cái đó, hai cái đó đó là mình đang ở trong trạng thái gì? Bất ca hài tài. Hiểu chưa nào? Như thế thì mình phải quyết định à. Tao đâu có cho phép nào có một thời giờ để ngồi suy nghĩ. Và ta không có một hoàn cảnh điều thuận lợi cho ta có một cái chờ quyết định nữa. Để mà chúng ta có. Tất cả đều là chậm nhất vừa đổ xuống lớp thật lớn. Đúng chưa? Cô Tân An? Dạ. Phục chưa? Sao phát triển cái phục cái phục quá trời nắng đỏ. Mà báo thời tiết đó là suốt tuần lại này nắng. Sư không chỉ kỹ thuật thì tôi con dùng kỹ thuật này để coi cho ba rồi. 104 độ. Mà sư nói cô sư giờ đấy không còn nắng mà sẽ mưa. Mà sư đi về tắt sớm, trời đổ mưa và tắt đèn ở đây. Sư đừng đi nữa hả sư? Sư đừng đi nữa hả? Bỏ hàng ha, sư nói chính xác, không sai. Rõ ràng sẽ nói chính xác không sai. Do đó nó các biểu tượng nó chút nữa chúng ta sẽ gặp cái này. Rõ ràng chính xác không sai. Cái tượng này kiểu mà ta muốn hiện thế hay ta muốn siêu thế? Có chờ không hay làm đợi? Hay có cần hả? Chờ hay đợi? Không chờ không đợi ha. Quyết định chưa? Có ai có chờ đợi nữa không? Vui lắm chứ sợ chưa? Không. Tiếp bài không? Tiếp bài. Chiều nay cô phải về tới cây. Hỏi tư rồi. Mới hỏi thì hỏi ngoài luôn chứ kìa. Tính ngoài luôn chứ. Trời nắng không được tưới, nhưng mà trời mưa phải tưới. Cái đó là luật. Luật có tưới phương trăng. Rồi người, có người sẽ nói, một hành tinh nằm mới tối rồi. Gặp chưa? Rồi ha, chúng ta qua cái phần này ha. Nắm được cả ha. Gặp chưa? Nắm được cái này hôm nay chúng ta nắm được nè. Chúng ta sống trụ tựa ngay chúng ta bắt cá hai tay. Không có cái hai tay mà không trong trụ tượng ha. Người ta sống trong hiện tại với khéo theo tác ý. Và phải biết được cái tác ý này là gì, mình phải chế ngự và mình phải biết thu thốt được la làng và biết diệt trừ từ từ thư thả sẽ tới. Hiểu không? Hay nha. Chưa nắm được chưa? Gạt được cái kia chưa? Và chúng ta nghĩ giờ nào? Ta còn có 15 phút đó, ta 45 phút rồi. Nay nghĩ nhiều rồi đó. Gạt chưa? Và chúng ta tiếp tục qua cái bài học của ta là khi mà chúng ta nói tới cái phần mà gọi là tâm siêu thế á, thì chúng ta phải biết rằng là nó không có liên quan tới những cái gì của tâm giới. Ta gọi là tâm siêu thế, là tâm nó không có liên quan tới những gì của tâm giới, là không còn có những cái giới sắc giới của sắc giới, đây là tâm siêu thế. Thì cái thứ hai nữa đó là chúng ta sẽ biết á, là khi ta nói tới cái phần mà gọi là tham sân si á, nó chỉ là một cái căn ngọn thôi, thì nó có những cái chi nhánh của nó nữa. Nên trận gốc của nó có những cái chi nhánh của ngọn ngành của nó có nhiều đó lắm. Thì chúng ta căn bản đầu tiên á, người tu Phật của mình á, là chúng ta sẽ thấy á, gốc của bao bất thiện á, là si. Rồi nó hình thành ra sân, rồi hình thành ra tham. Chúng ta phải nói rõ như vậy đó. Vì si mà ta sân, vì si mà ta tham. Gốc ngủ cội ngủ cái đó chúng ta phải biết. Kiểu kia. Và nên gốc cội nguồn của bất thiện hay là ác từ sân, từ nơi si làm cho ta sân, si làm cho ta tham. Nếu chúng ta mà không có si mê, chúng ta không có tham, nhiễm đắm, dính mắt,
đeo níu và bám giữ. Nếu ta không có si mê thì chúng ta không có sân hận, giận dữ, nóng nảy, tức bực tức hay là bất cầu nguyện, thì mà cái thô thiển này là bi tế, là do từ nó si cả. Kịp chưa nè? Chúng ta nắm được cái hai cái đó, phải chưa? Và khi chúng ta nói tới cái khi mà nói tới cái tham á, thì nó bắt đầu nó hiện bài ra một cái là gì? Tà kiến và ngã mạn. Đó là cái chi tiết của ta tới khi mà chúng ta học qua phần mà tâm sở đó, thì chúng ta mới thấy rõ hơn. Khi chúng ta thấy tham á, mà tham nó xoáy lên á, mà tham mà ta đang khởi sanh lên á, thì ta thấy nó thấy sai, chấp lầm không? Thấy chị chấp lầm không? Chị chấp á là chị tham rồi đó. Hay là ví dụ như người ta nói á, là anh sai rồi, anh phải sửa cái chi kiến anh rồi đi, anh nghĩ nó sai rồi không đúng, sửa ra đi, mà nó không, tôi không muốn sửa, tôi giữ giữ cái đó, tùy tôi, kệ tôi. Thì lúc đó là cái chị chấp á là tham đó nè. Chấp á là tham bói, và dính mắt rồi. Còn nếu như mà mình không tham, buồn liền. Không á, thế giống người ta nói chứ, thấy tốt sai phải ngừng lại. Anh không được chạy nữa, nếu anh chạy nữa anh bị phạt, không kể tôi chạy, thì cái đó anh là chấp của đó, là anh bị tham, mà anh thấy sai, mà thấy sai do bởi nó tham, dính mắt mà không buông bỏ đó. Nên người tu mình á, không sợ thấy sai, mà sợ mình không buông bỏ đó. Thấy sai ta sửa sai được, nhưng mà không buông bỏ đó, khó buồn lắm. Nghe kịp chưa nè? Rồi á, rồi cái trạng thái ngã mạn này cũng chấp giữ lấy cái thân tôi ngã mạn này, tôi ta hơn bằng và thua cũng chấp nữa, bằng cũng chấp nữa, hơn cũng chấp nữa, cái đó là ngã mạn. Phải là hơn bằng thua ba pháp đúng không nè? Mà cái chữ gốc cũng chữ hơn bằng thua là gì đi, mình chấp vào đó, mình giữ vào đó, mình không buông bỏ cái đó là mình ngã mạn này đó. Kịp chưa nè? Phải là chị thua rồi, chị không có thắng được đâu, kệ tôi. Phải không? Mình bị mắc dính vô cái chất ngã mạn đó. Nên á, mình không có chết cái ngã mạn, mình chết cái tham. Cũng không phải ngẫu nhiên. Khi ta học pháp thì quý Phật tử sẽ thấy rõ ràng, khi mà đến tam quả A-la-hàm là tham thu và tham tế đều hết, thì quả thật như vậy, khi ta tới tứ quả là không còn ngã mạn. Khoảng đó. Đó, khi mà cái tham đã được diệt rồi đó, thì cái ngã mạn đó, con đường đến vô A-la-hán đó, sẽ có con đường đi cắt đứt nó được. Và nếu mà không diệt được tham, từ thu tới tế, thu là nhị quả, mà tế là tam quả, thì con đường mà diệt ngã mạn của tứ quả khó dần. Khó diệt được lắm. Theo này không phải ngẫu nhiên, rất là chính xác và rất là hợp lý. Mình nhìn vào góc đó mình mới thấy rõ được việc đó. Do đó đó, cái ngã mạn này là có con đường mà phải diệt tất yếu đầu tiên là tham. Khi nào mà tham mà được diệt rồi đó, thì cái này nó rớt xuống, cái này sẽ rớt xuống. Hẳn à, cái này nó sẽ rớt xuống, cái gốc này mất rồi đó, thì cái ngọn này nó sẽ rớt xuống, mà gốc này còn á thì cái ngọn này còn đó, không rớt xuống được. Nắm tay thì được ha. Và sân thì khi mà sân á, nó hiện bài lên đó thì nó kéo ra tặc đố là đố kỵ, nó kéo ra bỏ xẹp, ta gọi là lặng sắc rồi hối hận. Sân, tặc, lặng hối, tặc đố, lặng sắc và hối hận là một ngọn, là một bọn, nó đi theo cái bọn sân này, cái nhóm của sân này. Mình tặc đố, mình đố kỵ với người ta, mình có vui không? Khi mình đố kỵ với người ta, tâm mình vui không? Không, tâm mình sân, mình mới đố kỵ người kia. Tại sao mình đố kỵ họ? Tại vì mình thua họ, mình không bằng lòng với họ, mình không có quan hệ với họ, mình mới tật đố, mình đố kỵ với họ. Góc sân nó lên, mình không quan hệ với họ, mình đố kỵ. Chứ mình quan hệ với họ, mình an mô ra tay với họ, mình giữ cái tâm đố kỵ liền.
hẳn là mình đo tiêu dịch. Cái thứ hai nữa, tật đố không bao giờ có những người trên mà đố kỵ với người dưới. Tật đố nó chỉ có những người dưới nó đố kỵ với người trên thôi mà. Không có bao giờ mà cái người mà người đố kỵ là người ở trên mà đố kỵ xuống người dưới đó. Ông vua nó không bao giờ đố kỵ với thằng nghèo, thằng nông dân hết á. Nông dân lúc nào cũng đố kỵ ông vua. Ông vua đâu có xứng đáng gì mà ông được ngồi làm vua. Ông đâu có tài giỏi đâu mà đầu làm vua. Ông đâu có hay hơn mình đâu mà làm vua. Mình đố kỵ với ông thôi à. Ông chẳng qua là dòng giống của ông cha thì con nói ông hưởng thôi, chứ ông đâu có hơn gì mình đâu. Vậy đó, cái tật đố của mình đó luôn luôn đó, là ở dưới ngó lên trên, chứ ở trên không có ngó xuống dưới. Cái người chị mà đẹp đầy đủ, vừa sinh vừa tài sắc đẹp vậy toàn nó không có đố kỵ với đứa em gái xấu xí mà tật nguyền hết đó. Mà đứa em gái xấu xí tật nguyền nó sẽ đố kỵ với người chị tài sắc vẹn toàn mà sắc nết đẹp đủ, cả nó lúc nào nó cũng bỏ đố kỵ hết đó. Tại sao chị diễm phúc đi, xin chị xin ngang gặp sao xấu sao tốt, còn tôi xin ngang gặp sao xấu vậy, nên nó đố kỵ vậy. Quý Phật tử mình có cái đố kỵ này không? Quý Phật tử mình có cái tật đố này không? Chị xấu em chị ganh tị ha. Cái chuyện đó đương nhiên, cái gì mà thua thì nó ganh tị, nói chung là vậy. Dù đừng nói gì chiến ha, ba mà thua là ganh tị. Nhưng mà sư hỏi Quý Phật tử mình còn cái này không đó, còn cái tật đố này không? Còn không? Còn nhiều không? Cái bồ lắm ha. Cái bồ lắm, cái tinh hoa nó tác chứ. Quý Phật tử mà nói không có là sư khung liền đó. Còn người nào mà nói đang nói là con hết tắc đố rồi, cái nào sư bái làm sư phụ liền đó. Bái làm sư phụ rồi. Người nào cũng có đó. Cái tánh này, cái tắc đố này nó còn ở trong cái sân. Mà sân thì nào hết ba tam quả sân mới hết được. Nên lúc tôi đừng có lo, mình còn tham khu lập thế gian pháp vẫn còn. Mình đừng có lắc mắc người này tại sao nó có vậy. Trời ơi, tôi nhìn thấy ông vậy mà cũng còn tham phán tham tấn má, còn phán khu má. Mình đừng có thắc mắc nữa. Khi nào họ thánh mà có đó, mình có thắc mắc. Thánh mà có mình mới thắc mắc. Thánh không lộ ra. Tức là thánh che giấu lại ra. Nói câu cũng xỉu không à. Nói lớp thầy nói câu ra cũng xỉu không à. Sư dạy. Sư dạy là bao nhiêu tù la là hả? Sư bỏ gì đeo cái bảng cho nghe. Tù la là hả nghe. Còn con nếu mà người nào thấy mà nói thì mà lấy cái bảng che lại tôi ra nó hàm thôi. Anh Dũng mới tới vô lớp này anh chưa quen, tối nay anh về anh mất làm chiếc cái bảng đó liền. Anh chưa quen cái hệ của mình. Anh bên bạn đó mình bị lọt sập bẫy liên tục cái sư. Hả? Không cần, không cần giới thiệu chứ sao cũng biết hết. Còn bỏng sẻn là keo kiệt kích rắn. Keo kiệt kích rắn, không chia sẻ, không chia cho. Cho mình có năm cái bỏng sẻn không nè. Bỏng sẻn về chi kiến, bỏng sẻn về dòng chống, bỏng sẻn về của cải, không nè, bỏng sẻn về chỗ ở, và bỏng sẻn về Phật pháp. Năm cái đó, năm cái bỏng sẻn này nó lớn lao lắm. Bỏng sẻn về dòng chống á là môn đăng hộ đối. Ông bà mình xưa nay hay có đó. Không nè. Vì dân gia thế phiệt nó cưới hỏi môn đăng với nhau. Còn mà gọi là nông dân là thấp hèn không có được xứng với hàng hoàng tộc quý phái. Đó là bọn sẻn dòng giống. Không nè. Rồi bọn sẻn chi kiến là mình biết. Mình không cho người khác biết. Mình hay, mình không chia cho người khác hay. Cái đó bọn sẻn chi kiến. Mình ích kỷ, mình keo kiệt, mình giấu giếm, hay gọi là giấu người đó. Người đó à. Ở đây có giấu nghề không? Hả? Không có, đây có giấu nghề. Với bàn tay xè ra chứ không ai nắm lại ha. À. Ở đây quý thầy có giấu nghề không? Sao hỏi trước à? Không. Không có giấu nghề hả? Đừng có nghề đâu giấu. Đã sư có nhiều nghề
thấy đâu giống. Nói ra cho nó ngồi. Giống ghè, giống ghè, chứ có ghè đâu giống. Trời ơi, mình nghiệp không? Nhưng mà mình có giống nghiệp không? Nghề nó đi liền với nghiệp. Mình có giống nghiệp phải không? Mình giống nghiệp, mình giống nghiệp. Mà thấy nghiệp đâu giấu. Không biết thấy nghiệp đâu đó mà nên không biết giấu đâu nữa. Và đó lặng sắc. Lặng sắc là bổn sẻn. Bổn sẻn có năm. Bổn sẻn tri kiến, bổn sẻn dòng giấm, bổn sẻn tài sản, bổn sẻn chỗ ở và bổn sẻn Phật pháp. Cái người mà bổn sẻn Phật pháp là xấu nhất và tội lỗi nhất. Bốn cái bổn sản kia không đáng trách mà. Bổn sản cho ở, mình có thể không muốn cho ai vô nhà của mình thì có thể. Thì cái nếp sống của mình không muốn chia sẻ dài thì ok, không sao. Nhưng mà bổn sản Phật pháp đó, rồi sao lên mình cũng có Phật pháp mình tu. Không ai chỉ mình Phật pháp mình tu. Mình biết Phật pháp, mình phải chia sẻ, mình san sẻ, mình chỉ dẫn, mình phải vui vẻ, mình trình bày hết cho mọi người đều biết để họ cùng nhau tu. Kiếp sau mình còn sanh tử lại đó, mình có muốn tìm Phật pháp đó, mình sẽ có điều kiện gặp Phật pháp cách dễ dàng. Nhưng mà cách này mà mình biết á, mà mình không có quan hỷ, mình chia sẻ cho ai, mình còn đem che giấu, mình đóng cả đậy lại đó, kiếp sau tìm Phật pháp chết luôn không gà được. Cái đó mình tìm cái nghề hôm nay, người ta không cho mình, không cho người ta cái nghề hôm nay thì kiếp sau á, mình không còn khó, tại vì kiếp chắc mình trở lại mình gặp được cái nghề này. Nhưng mà Phật pháp trên con đường luân hồi mình muốn cầu giải thoát, mình sẽ gặp hoài với Phật pháp. Chúng ta phải cảnh là bổn sẻn dòng giống đó, mình đem kiếp này mình cho không sao, không phải chắc chắn là kiếp sau mình còn cái dòng giống này nữa, kiểu không nè. Thì mình không đánh đổi, mình bị xấu trong một kiếp này thôi. Thì cái người mà bổn sẻn dòng giống đó, kiếp sau sinh ra một dòng giống hạ liệt, kiếp sau họ sinh trong cái cảnh sống hà thành dòng giống tiêu liệt thấp hèn và được khinh bỉ và đánh chê trách, thì cái đó không sao. Nhưng mà bổn sẻn Phật pháp cũng rất là nguy hiểm. Và đó mình là dòng vua, mình dòng vua mình không gả cho chức danh. Giống như bên nay mà dòng giống mà chúng ta còn thấy là bên Vương quốc Anh đó, Vương quốc Anh đó là vẫn còn bảo thủ dòng tộc của họ, hoàng gia của họ. Họ chỉ lấy cái dòng hoàng tộc của họ thôi chứ không lấy thứ danh. Cái đó là bọn sẽ dòng giống. Còn hồi xưa cái thời kỳ Đức Phật đó, thời còn vua chúa đó, thì hiện bài rất là nhiều. Chúng ta thấy Thủ Đà La không bao giờ được sánh vai với hàng Bà La Môn được. Thủ Đà La là hàng nông nô lệ ở dưới cái thế tờ thấp hèn của thế kỷ của cái giai cấp hàng thứ tư, là không được sánh vai với cấp thứ ba, thứ hai, thứ bốn nhất được. Chúng ta sẽ thấy vậy đó. Còn hối hận hối tiếc là chúng ta có hai chi. Hối tiếc việc thiện đáng làm mà mình không làm, mình nhớ lại mình hối tiếc. Nhớ chưa? Việc thiện đáng làm mà mình không làm, mình để cho việc thiện nó trôi qua đi thì mình nhớ lại mình hối tiếc, chứ không có phải hối hận. Nhưng mà việc bất thiện hay là việc ác nào mình đã làm rồi đó, mình nhớ lại thì mình phải hối hận cái tâm mình. Cái điều đó không đáng làm mà phải đã làm rồi, nhớ là mình phải hối hận. Đúng không nè? Thí dụ như người con hỗn hào với người mẹ, người cha, mắng nhiếc người cha, người mẹ, thì khi nhớ lại vị trí mình là con mà làm điều đó thì xin hối hận. Nghe kịp không? Còn người cha, người mẹ có điều kiện để nuôi dưỡng người con được hoàn hảo, tốt lành, nhưng mà người cha, người mẹ không làm điều đó, nhớ lại thì hối tiếc, không đáng. Mình không kịp giúp con mình được trưởng thành lớn lên. Đáng lý mình phải khuyên nhủ nó thế này, phải dạy bảo nó cái kia, mình không có làm để nó trôi qua, rồi nó gặp khó khăn hay gặp khó ngại đó, mình nhớ lại mình đáng, thật sự là đang hối tiếc, chứ không phải hối hận. Hối hận là khi làm việc xấu, việc ác, việc bất thiện, việc đi liệt, không đáng làm đó, mình làm đó, thì mình nhớ lại cho hối hận. Còn hối tiếc đó là việc thiện nào đáng làm mà mình không được làm, thì đó mình nhớ là mình hối tiếc. Chẳng hạn như sáng nay mình thấy một vị sư đi khất thực ngang qua nhà mình, đáng lý là mình phải bỏ bát cúng dường vật thực cho vị sư đó, nhưng mình không làm điều đó để nhà sư đi qua rồi đó, thì mình ra mình nhìn lại đó thì bóng dáng khuất mất đi, vị thiện cúng dường không được cho, mình nhớ là mình hối tiếc. Nghe chưa nè? Chỉ nhớ là cái hối tiếc đó mình ở trong trạng thái gì? Bắt tội nguyện.
Khi nào tâm và quý Phật tử có hối tiếc hay hối hận đó, là nơi đó cái tâm của quý Phật tử đang ở gì? Tâm sân với trạng thái bất thiện. Kịp chưa? Còn ta ngồi thiền, khi ta ngồi thiền những cái này nó hiện bài không nè? Những khi ta ngồi thiền hiện bài. Tại sao bạn của tôi ngồi thiền tốt quá mà ta ngồi thiền không được tốt vậy? Tập đốt khởi sanh. Thấy không nè? Còn mình ngồi thiền tốt quá, người ta là hỏi mình chỉ người ta đi không chỉ lặng sắc phát sanh. Rồi nhớ lại mình hối, hối tiếc có hạn. Tại vì mình xấu quá. Không nè, là mình xấu quá. Tại nhờ mình chỉ, mình đem giấu giếm, mình không chuyển người ta, mình không quan nghĩ người ta, mình không chia sẻ người ta. Nhớ lại mình hối, hối tiếc. Rồi chưa? Rồi, đó là cái giờ sẽ nghe. Cái sự mà sư nói về người mẹ mà không dạy con đó, yeah. Thì không dạy đúng thì là đứa con nó hư đi rồi thì là nó làm những chuyện tội lỗi ở ngoài xã hội thì là cái tâm trạng của cái người bố hay người mẹ đó thì là họ có phải là hối hận hay là hối hận không có, mình nói không à. Hối hận khi nào con người mình chính bản thân mình làm điều xấu, điều ác, mình nhớ là mình hối hận. Còn nếu như mình không được làm được điều gì tốt dù cho người đó hay là mình đó, đó là hối tiếc. Thật sự tôi hối tiếc quá, tôi không ngờ tôi dạy cho con tôi được tốt đó thì nay nó làm gì hư hỏng này. Thì không đứa con nó sẽ hối hận, mình thì hối tiếc. Cái sự buồn phiền, cái phiền não đó là mình đang sanh. Đức của người mẹ, người bố đó thì là đang sanh. Thì là họ có vẻ như là họ hối hận nhiều hơn là... Đó, không phải. Mình bị hai cái. Nếu cái người đó đó, người mẹ bị hai cái. Một là hối tiếc, đáng dạy mà không dạy. Mà đang tiếc nuối cái đó đó, chứ chẳng thấy xót xa đau khổ là sanh. Bắt tội nguyện. Hai cái nó vô chung. Tại vì sân tật lặng sắc nó không đi chung lúc. Có khi sân đi với tật đố mà không có đi bổn sẻ với hối hận. Có khi sân đi với lặng sắc mà không đi với cái tật đố. Có khi sân đi với cái hối hận mà không đi với tật đố với lặng sắc. Đang có đi chung nhau. Cái này là bốn cái bất định mà đi riêng. Còn cái này nó cũng bất định mà đi riêng. Hai cái này không đi chung nhau. Tạp kiến và các bạn không bao giờ đi chung nhau. Hai con sư tử không qua chung một cái rừng. Tà kiến nha các bạn. Một cái nhìn ra, một cái nhìn vào. Cái tà kiến nó nhìn ra ngoài. Cái ngã mạn chấp vào con người mình. Ngã mạn là nhìn vô mình. Tà kiến nhìn ra ngoài. Cho đó hai cái người này không đi chung. Đây gọi là bất định mà đi riêng. Mà hai con cọp không ở chung một cái rừng. Tà kiến có, ngã mạn không có. Mà ngã mạn có, tà kiến không có. Tật đấu có, lặng sắc không có. Mà nó có sẵn. Sân có tật đấu, lặng sắc có sẵn. Hối hận có sẵn, chứ không phải lúc nào cũng có luôn bốn cái này. Mình thấy bỏ. Bón sẻ, keo kiệt, rít rắm, ích kỷ, gọi là lặng sắc. Kẹp ha, cái chữ nho. Còn cái tật đố, đố kỵ, ganh tị. Đố kỵ, ganh tị là tật đố. Đâu có nào đi chung hết á. Chính do đó đó, khi mà người mẹ, người cha thấy con mình hư á, là mình hối tiếc, mình đã mất cơ hội mình dạy nó, và tâm mình đang bắt tội nguyện sân hận. Tâm mình đang sân hận, chứ không phải mình đang hối hận. Hối hận là cho cái người mình đã tạo ra một điều xấu, điều ác, điều bất thiện. Nhớ là mình hối hận cả đời mình vậy đó. Cái đó là như vậy đó. Gần chưa? Rồi, như vậy thì sư muốn hỏi tại chỗ điểm này nè. Khi mà mình thấy tà kiến mình sai, mình có diệt trừ nó được không? Mình sửa sai được không? Thấy sai mình sửa sai, mình cho thấy đúng được không? Mình được không nè? Bước được phải cái gì? Mình diệt cái tà kiến hay là diệt cái tham? Diệt cái tham trước, mình mới diệt cái tà kiến được. Mình phải buông bỏ những cái cố chấp mình trước á, mình mới sửa cái chi kiến mình trở lại đúng được. Còn chưa buông bỏ cái mầm gốc tâm tư của mình mà cố chấp đó, thì mình sửa cái chi kiến đó chỉ là hình thức chứ không có thực chất, nội dung.
kịp không nè? Cẩn thận nha, mình phải nói rõ. Nếu muốn bỏ cái tà kiến phải diệt cái tham trước, mình phải diệt cái tà kiến này. Nếu mà mình chưa diệt cái tham á, mình chưa sửa cái tà kiến này, chỉ sửa cái kiến chấp mình thôi chứ chưa có phải là bước bỏ được cái tà kiến ngay giai đoạn đó, kịp ha. Còn ngã mạn cũng vậy nè, ngã mạn mình á, mình có cao ngã mạn, tăng thân mạng tự cao tự đại, lúc đó đó mình muốn diệt đó, đó là diệt cái tham ái của mình, cái lòng thương của mình, tự ái của mình nó cao hơn một mọi người khác nè, mình mới ngã mạn. Tự ái là thương chính mình và không thương ai, tự ái là thương chính mình và không thương ai, gọi là tự ái. Cái đó mỗi người nào mà nói tới đụng tới mình đó, cái lòng thương mình nổi lên, mình mới sanh, mình suy, mình cũng gây khổ người khác. Là mình phải thương chính mình trước nhất, và thương mình hơn hết, và thương mình hơn hết, và hơn thương tất cả, không ai thương mình thương mình. Chính cái đó mình mới tự ái. Chịp chưa? Mà tự ái chỉ con đường đi tự giận thôi. Tự ái chỉ là con đường đi tự giận thôi, không ai thương mình hết. Mình tự ái hoài, không ai thương mình hết á. Thật ra, con người mà tự ái không ai thương nổi. Con người tự ái không ai tới gần được. Phải nhớ như vậy đó. Tương thân tương ái, hòa trộn với nhau, sống chung với nhau, chưa chắc là mình được sống được chung nữa kìa. Mà còn đưa cái tự ái mình lên đó, là càng còn đào một hố sâu, cách ly xa hết tất cả mọi người. Cứ tự nhiên kìa phải không? Như vậy thì khi mà mình nói là mình tự ái, là mình thương mình, là đào hố sâu cho mình, xa cách tới mọi người. Vậy thì trong khi mà pháp hành thì nó lên á, mình có thương chính mình không? Mình có tự ái với chính mình không? À, cái đó cơ hội đó. Mình sống hàng ngày mình tự ái. Ai nói tới mình tự ái. Ai đụng tới mình đó, mình tự ái. Ai bàn tới mình tự ái. Thì ngay khi mình ngồi hành thiền, pháp hành thiền đang tới, mình có tự ái cho mình không? Phan trả lời sớm, từ từ suy nghĩ lại. Có tự ái không? Thương mình thì mình có bị tự ái không? Thương mình bỏ tự ái kìa. Đó, thấy chưa? Cái đó, đó là pháp. Đó là pháp. Mà mình phải nhìn được thấy pháp thì mình mới diệt được cái mình đã có. Mình nhìn được thấy pháp thì mình diệt được cái mình đã có. Còn nếu mình nhìn không được thấy pháp thì mình nhìn thấy mình không thấy là mình diệt bỏ những cái gì mình đã có. Mình diệt bỏ được cái gì mình đã có. Phải nhìn thấy pháp. Thế chứ nè. Như vậy thì khi ta ngồi thiền ta có tự ái không? Người tu thiền luôn luôn tự ái khi nó không được thành công. Bản á. Người tu thiền luôn luôn tự ái thì họ không thành công. Họ bị thất bại, họ bị thua thiệt, họ bị mắc hết. Họ sẽ trở lên gì? Mặc cảm, tự ti. Tự ái nó sẽ bước qua một thảm trạng tâm lý khác, là mặc cảm, tự ti, là cần kéo họ xuống một cái hố sâu nữa. Tức là họ tự đang đào cho họ một cái khoảng cách xa hơn nữa. Xa hơn nữa cái con người thật của họ đang có, và con người mà họ đang giữ đó là cái tự ái. Kịp không? Chính do đó khi các hành giả ngồi thiền không có nên nghĩ tới sự tự ái, mà sẽ chỉ nhìn thấy cái pháp với cái tâm mình sáng suốt, nhìn thấy rõ nó chứ không tự ái. Tại nơi đó tôi dở quá, tôi ngu quá, tôi dụng về quá, tôi hoài không được. Lúc đó là mình đào có hố sâu hơn nữa trên con đường mình tu tập, chứ không phải là mình thương cho mình tốt nhất. Còn có cái trạng thái tự ái đó không? Còn có trạng thái tự ái đó nữa không? Không. Hỏi hoài không trả lời nha. Còn có trạng thái tự ái đó nữa không? Không. Vô học nghe pháp hiểu không? Không hiểu. Trời ơi, chưa con học pháp con nghe không hiểu. Con nghe nó xa xôi dặn dặn từ đâu nó tới. Từ hành tinh nào đó. Thì lúc đó mình bị ở trong trạng thái gì? Tự. Tự ti mà cảm, bởi mình tự tự ái, so sánh. Nhớ nha, cái đó là vi tế. Do đó khi mình ngồi thiền á, mình có sợ thua không?
Mình sợ thất bại không? Mình sợ dở không? Mình phải đi. Đi tới, đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp. Thua kêu này ta mày. Mày kêu khác, thất bại là mẹ. Thất bại là mẹ. Bắt đầu nghe bên kia đính rồi đó. Thất bại là có mẹ của kinh. Kinh nghiệm mới là mẹ của thành. Thành công. Trời ơi, mày nghe hết hồn vía rồi. Sư hướng dẫn với tầng nghề chứ cũng vậy đó. Sư hỏi thất bại là mẹ gì? Cả đó là thất bại là mẹ của thành công. Chứ nó lẹ quá. Tập lại từ từ. Thất bại là mẹ của kinh nghiệm. Nhiều lần lặp lại kinh nghiệm ta mới thành công. Chứ không phải lẹ lâu, thất bại cái thành công liền à. Vừa mới thất bại cái mẹ thành công rồi. Phải gặp khá nhiều kinh nghiệm lắm. Mình mới có cơ hội để thành công. Nó quá sớm, quá lẹ. Dầm dầm bóp bóp lại. Không nè, cho đó đó, khi ta tu, ta có những cái này gọi là bắt toàn nguyện. Nhớ ha, khi ta ngồi tu mà ta có cái này ta bắt toàn nguyện. Ta sao, con người ta cái diễn phúc quá, con người ta may mắn quá, con người ta bị đủ hết. Cái gì họ cũng có, mình đem có cái gì hết trên buồn tủi thân mình quá. Có không? Phải không ai trả lời ha? Không có ha. Biết người ta cái tuổi đó cái bắt đầu nói bài ha, không có tuổi thanh có tuổi hại à, mà heo rừng heo mộ nó không biết đó, chứ nó mặt gì bả không rồi si ta có hai cái trạng thái kéo theo là gì? Hoài nghi và phóng dạ. Thật ra hai cái pháp kéo theo, hoài nghi và phóng dạ. Khi chúng ta không có sáng suốt, chúng ta có nghi ngờ không? Hả? Dạ. Khi ta không sáng suốt, chúng ta có sự nghi ngờ. Mà khi ta có cái sự nghi ngờ, tức là chúng ta không có rõ biết cái vấn đề nó. Không à? Vậy thì người nào mà còn nghi người đó có tin người khác không? Người nào còn nghi ngờ thì còn có niềm tin người khác không? À, dạ chưa. Dạ, cái đó khi chúng ta rõ biết hết, chúng ta còn hoài nghi không? Không. Mình đi lạc đường, mình biết mình bị lạc đường, thì mình còn bị lạc đường không? Mình đi lạc đường, mình biết mình đi lạc đường thì mình sẽ không lạc đường. Nhưng mà chưa chắc là mình đi đến đúng đường kịp. Chưa chắc là mình đi đến đúng đường kịp. Nhưng mà mình biết là mình không còn lạc đường. Ngay khi cái sát na tâm mà mình biết là mình đi lạc rồi đó. Mình biết lạc rồi đó. Là mình biết ra khỏi con đường lạc này rồi đó. Nhưng mà chưa chắc là mình đi đến cái con đường được. Nghe không? Nhưng mà ngay điểm đó đó, mình cắt được cái gì? Cắt cái sự hoài nghi. Hảo này cắt được cái sự hoài nghi. Mình đi lạc đường, mình nghi. Những nghi này nó chặn lại cái con đường mình đang tu tập hay là con đường mình đang đi. Nhưng mà mình đã thông suốt rằng lạc đường rồi thì đừng có sợ là mình không tới. Mà chỉ sợ là gì? Sự lạc đường này nó lặp lại lần nữa vì mình quá si thôi. Không biết khi nào mà chúng ta lặp đi lặp lại cái con đường đó hai lần khi chúng ta đã sai lầm. Đồng ý mà. Đồng ý nha. Nhưng mà sư đã nhìn được một người chở sư đi lợi tới 4 lần cái chỗ cách xếp đó. Đi tìm cái chùa Tây Tạng. Sao không có hỏi nó. Hỏi ai nữa. Đi một cái chỗ lại cái chỗ. Ủa sao đi thấy con mắt. Không sao đâu, chấp sự tới rồi sư. Đã dặn một cái chỗ lại. Ủa sao cái chỗ cách xếp này đó. Cái này gần tới rồi đó sư à. Còn cái là thứ ba tới nữa. Không có chặt đâu, chắc chắn mà. Mình cũng vô cái xích ra đó, mà chắc chắn à. Lần từ từ tới, hết giờ đi về. Rồi mình cố chấp dữ đó. Biết nè, anh là người Mỹ này, anh Lập nói anh nước Mỹ này nè, không lập đường không phải là người Mỹ, và cố chấp dữ đó. Mình cố chấp dữ đó, mình lập đường biết. Hả?
Đúng rồi. Tức là như trường hợp đó là cái nào là vô thường, là cái thường hay có mà trong đời này là gì? Là tính vô thường. Cái thường hay có trong đời này là cái tính vô thường. Không ra cái gì mà thường có trong đời này mà cái không thay đổi là tính vô thường. Vậy thì cái người mà lạc đường trong đời này là người Mỹ. Vậy người Mỹ là người là gì? Người thường hay lạc đường. Đó, điều đó có. Điều đó có. Giờ đó là mình nè, giờ sẽ trở lại. Ta hoài nghi do bị si mê hay là hoài nghi không gọi được đối tượng? Si mê. À, ta hoài nghi vì ta không gõ đối tượng hay là ta si mê? Si mê. Cái nào nặng? Cái nào đúng? Si mê. Si mê. Do đó ta phải sinh hoài nghi. Vậy đối đối tượng ta đang có. Quý Phật tử ngày nào quý tử ngồi thiền hay ngày hôm nay quý tử ngồi thiền mà quý tử còn nói một câu này thì quý tử sẽ có câu trả lời ngay tại đó liền, không cần phải hỏi là ai. Không biết mình ngồi thiền đúng không ha? Thì câu trả lời nó có chưa? Có là gì? Là mình si mê. Không biết câu quả nhiên nó có rồi. Không nè, không biết mình ngồi thiền đúng không ha? Thì cái câu trả lời đó là gì? Bạn đang si mê chứ không phải là bạn đang bị hoài nghi. Gặp chưa? Quý Phật tử ngồi thiền thì tự nói chứ, tôi biết tôi ngồi thiền này đúng hay không ha? Thì mình có ngồi thiền không? Mình có ngồi thiền không? Không có nên ngồi thiền. Tại vì mình chưa biết á, mà mình ngồi thiền á rất là nguy hiểm và rất là tai hại. Còn mình đã biết rồi đó, mình mà ngồi thiền á mà mình còn hỏi cái câu đó đó, coi như là mình không có biết gì cả. Phải không? Câu trả lời nó ra rồi ha. Còn hỏi nữa không? Làm thêm nuôi luôn cái đó luôn hả? Nuôi luôn cái hàng. Để lo gì? Phóng dật. Tớ phóng dật. Cái tâm mình bắt đầu phóng. Phóng dật. Thì như vậy. Hoài nghi không giải đáp được si mê. Hoài nghi đưa đến phóng. Phóng dật. Và phóng dật hiện bài một cái tính chất si mê. Tại vì sao? Tâm mình phóng là gì? Nhưng mình không sáng suốt. Phóng nè. Một ngày nào mà quý Phật tử ngồi hành thiền á, mà quý tử không thấy được cái đối tượng của mình về hơi thở hay là pháp đang hiện bài về thân về tâm, tâm mình đang đấu, tâm mình đang phóng dật, tâm mình đang phóng dật. Xin nghe chú sư, nếu mà trong cái trường hợp như vậy thì mình nên chuyển qua thiền chỉ không hẳn. Mình coi là cái kỹ thuật của mình chứ mình đừng có đi qua, mình đi lại đó là mình đang đi xa hơn nữa. Hẳn là có một cái anh học sinh đó là bạn của sư, mà cái năm mà thi đệ nhị đệ nhị cấp đó, tức là từ lớp 9 lên lớp 10 á, thì anh đi thi không được, anh đi thi không được, anh phải nhờ nhà sư phải đi thi giùm cho anh ta. Hồi xưa đó bây giờ sư đi thi giùm anh ta, nhưng mà sư không có thể nào mà sư vô ngồi lớp mà thi trên cái tên của anh ta được. Thì sư phải ngồi ở ngoài, giống như sư ngoài mặt cái lót á, cái đề thi vừa bung ra một cái đó thì sư ngồi ra nó sẽ giải đề nè. Giải đề thiệt nhanh, phải tính cái thời gian sư giải đề thiệt nhanh, và sư phải tính cái thời gian anh phải chép bài cho thiệt nhanh để anh đọc bài cho kịp lúc, chứ không làm gì mất bài trong bài thi. Điều đó đó, cái tốc độ sư làm cấp 2 là anh ta chỉ làm 1, sư phải làm cấp 2. Thì khi mà sư ra ngoài mặt cái lót sư ngồi, anh vô đem thi, mà sư được miễn thi. Tại vì cái năm mà thi đệ nhất cấp á, mà thi từ lớp 9 lên lớp 10 đó, là nó có cho là trên 17 trên 20 á, điểm cuối năm 17 trên 20 á, thì những thằng học sinh đó được miễn thi. Thì lúc đó cái điểm sư là 19 mấy trên 20, cho nên sư quá dư rồi, không có phải thi. Sư tự động được lên lớp 10. Thì anh chàng ta không được, anh ta 13, 12 anh ta phải thi. Thì anh ta thi thì sư phải đi theo anh ta. Sư ngồi ngoài sân, anh ta ngồi trong phòng thi. Thì người thầy mà đi theo chắc anh ta đi thi á, thì lũng được cái đề tài thấy ra cho sư liền, sư ngồi sư giải. Hả?
Giám thị bị kéo ra ngoài, ông thầy kéo ra ngoài, kéo mình phải có cách thì mình điều hội sơn chứ. Hả? À, cái đó là kỹ thuật không dám nói đâu. Sư chỉ kể cái giai đoạn mà sư dạy bài thi thôi. Thấy mà, cái đó là kỹ thuật riêng tư. Hả? Cái kỹ thuật riêng tư. Cái sư ngồi phải giải bài, tóc một phải giải bài thiệt nhanh. Bao nhiêu câu hỏi trả lời bông bông xong xuôi cái sư đưa lại cho thầy. Ông thầy đem đi vô đưa cho ổng, đưa cho ông bạn xem. Quá rồi. Phải không? Nó nhìn vô nó thấy rồi, nó cầm ra nó hỏi giám thị cái chữ này viết sao không thấy bỏ. Cái ông thầy, ông thầy, ông thầy giám thị nó ở đâu em bỏ đó cỡ của này. Ông thầy không có hỏi nó ở đâu cái câu này nó ra sao, ông thầy hỏi ở đâu em có cái bài này, đúng không? Đang cái đó nó là như vậy đó. Thì do đó đó mình phải thấy rằng là gì, khi mà tâm mình phóng chật á là mình đang si mê, mà si mê cái tâm mình hoang mang phóng tứ lung tung hết à, không có thấy rõ được vấn đề. Thấy không? Tại vì xưa đâu có thể nào mà chỉ giúp gò cho đẹp được đâu, sao chỉ phải giúp nhanh tóc đồng hoạt nhanh, giúp nhanh 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 nhanh. Thấy là chữ giúp sư là đẹp nhất trong lớp, trong lớp sư chữ giúp đẹp nhất, thầy cô nào cũng thích đó, thường hết á. Mà tới lúc đó đâu có cho phép chữ giúp gò đẹp nữa, mà giúp thì mà nhanh để cho anh ta làm thì tốc độ phải gấp đôi cả anh ta, người ta còn giờ ta giúp nữa. Anh vô coi thì chữ này đọc qua không được, giúp thì đi qua lại cầm ngọt có đọc tức quá rồi. Anh lắc tới luôn mà chữ nó không chạy ra. Cuối cùng anh cầm lên anh hỏi thưa thầy cái chữ này thầy đọc dùm em. Thì ông thầy đọc luôn, ông thầy đọc tốt, ông thầy đọc hại, ông chết ngay tại đó mà không biết tại sao bị chết. Có như vậy đó, nên khi mà quý Phật tử ngồi thiền á, tâm mình phóng dật tức là mình không gõ được đối tượng. Tâm mình phóng dật là không gõ đối tượng, và mình không biết đối tượng là cái gì tâm mình phóng dật. Giống như học trò nãy vậy đó, đã có cái đề thi, được giải đề thi, có bài giải rồi, mà tâm cái người đó vẫn bị phóng dật là gì? Anh không biết là chị Chiên là ai. Chị hỏi thầy. Anh không biết chị Chiên ta là ai, chứ đừng nói cái bài thi, cái bài giải. Anh ta không biết chị Chiên ta là ai, do đó anh mới làm điều đó, xảy ra cái chuyện đó mà có một không hai. Có một không hai. Thì bình hồn thi cũng vậy, cái câu đầu tiên mà quý Phật tử sẽ lên nói với người thiền sư, thưa sư con còn phóng dật lắm, thì cái người thiền sinh đó được câu trả lời, hay là ông thiền sư sẽ trả lời cho anh ta? Con biết gì rồi, gì rồi, có câu trả lời chưa? Có câu trả lời chưa? Hiểu anh à, cố gắng tu nữa đi, cố gắng tu nữa đi, hay còn phân là sư phải chuyển anh đi về một hành tinh khác, có khi hành tinh đó sẽ giúp anh được nhiều duyên hơn. Hành tinh này nó không đủ duyên trái, và anh mới nên chuyển qua một hành tinh đó. Cơ hội nó tồn duyên gấp vừa lần ở đây, và anh phải chuyển cái kiếp đó qua bên đó là nó có con duyên là được thành tựu. Chỉ thuộc về lúc mà tu học, lúc học học đó chỉ rồi, còn chỉ lúc mà ngồi thì tâm thống dập là ông sao chỉ. Tâm là của mình vô thầy ông sư giữ cái tâm mình thì giữ được thống dập. Cái chỉ không thống dập là có không? Cái chỉ mà tâm không phóng dật có chỉ không? Chỉ là con đắc đạo sâu rồi. Cái tâm mình phóng dật là do cái tâm mình không biết đối tượng, mình mới phóng dật. Bây giờ ta nói ra đó rồi mà giờ mình vẫn vô một phóng dật, thì lúc đó mình còn ở đâu? Mình không biết mình ở đâu. Phải không nè? Giờ sư nói với cô nghe nè. Nhìn nè, nhìn nè, mấy cô nhìn nè, thấy cái này cái dưới này không? Nhìn nè, tâm cô phóng không? Hay là đang nhìn không trời mưa? Nhìn cái này không? Dạ. Tâm nó có phóng giá. Mà sư đưa lên cái này con còn nhìn ra trời mưa nó thôi thua rồi. Dễ quá thì cái tâm mình cũng gì đó. Trời ơi, đang một hành tinh khác tới được rồi. Một hành tinh khác đang tới. Đúng không?
cái nhiếp hay là cái tâm sâu hơn nữa, anh cũng muốn cho sâu hơn nữa. Anh muốn sâu hơn để anh giết thêm đó. Anh này cô anh muốn hỏi sâu hơn để anh giết thêm. Đúng rồi đó. Hai người cùng một hành tinh tới. Hiểu không? Cho dù sẽ đưa một cái vật thể lên cho tất cả mọi người tập trung chú ý vào, thì cho dù có sắc hay không sắc, tâm mình vẫn phải hiểu là mình dùng công tại nơi đó, chứ không phải có vật dụng và không vật dụng. Mình không phóng dật và không phóng dật. Cái kỹ thuật để mình không phóng dật là do mình phải giữ cái tâm mình với cái đối tượng mình cần phải có, chứ không phải từ nơi cái trạng thái có vật thể hay không vật thể. Chánh niệm và tỉnh giác, nhân sanh định, định sanh có, tuệ quán sanh lên, chứng chi tại đó niết bàn giải thoát. Không dám nói lớn, nói lớn xỉu, bây giờ con cũng giơ tay bắt đầu xỉu đó đó. Sư tư giảng nghĩa thì chữ chánh niệm có phải là ghi nhớ đúng đắn, là biết mình đang làm gì. Nhưng thì đương nhiên rồi. Nhưng mà cái tâm của mình nó đau quá, cái tâm mình nó nhảy là bọt lên thì mình không biết. Cái tâm mình nhảy là bọt lên. Mình có biết cái tâm mình đang nhảy là bọt lên không? Nó mình biết muốn nó chạy ra không? Đúng rồi. Bây giờ thì mình đang có trách nhiệm. Nhưng mà lúc đó mình đang gọi là tà niệm. Lúc đó mình đang bị tà niệm chứ không phải chánh niệm. Đang tà niệm nó có ba cái không nè. Chánh niệm, tà niệm và thất niệm. Phải không? Chánh niệm là ghi nhớ đúng đắn. Tà niệm là ghi nhớ cách sai lầm. Và thất niệm là không có sự ghi nhớ. Ba cái nó gọi ra. Chánh niệm là có sự ghi nhớ đúng đắn. Điều đáng đúng, phải đúng, đúng thật. Mình gọi là chánh niệm, là có sự ghi nhớ đúng đắn. Còn tà niệm có sự ghi nhớ, nhưng mà ghi nhớ có sai lầm lệch lạc, không đáng, thì gọi là tà niệm. Phải không nào? Còn thất niệm là không có sự ghi nhớ gì cả, làm mất hết tất cả. Còn hai cái kia mình đáng giữ chánh niệm. Đáng giữ cái chánh niệm. Phải không nào? Mình thấy cái tâm lực bọc bọc bọc, đó là mình đang tà niệm. Tại vì sao? Cái tâm mình không phải đáng để nhìn cái lực bọc bọc bọc, cái tâm mình đang chạy. Là nhìn về cái đó, nó tưởng mình đang cần theo dõi. Cốt lực. Hiểu không? Đâu có tiếp chút nữa mà làm sao à? Không có thể không à. Họ kiếp xíu mà không biết chút nữa làm sao. Ra sao biết ra sao, chính sự còn biết ra sao, làm sao cho nó ra sao. Đâu rồi. Gần chưa? Gần chưa? Với vậy thì trở lại, tâm mình phóng dật là do mình trí si mê, thì không biết nhìn đối tượng và không có biết mình đang làm cái chuyện gì đang làm, cho đó là mình mới phóng dật cái trạng thái mình đang có trong hiện tại này. Không nè, người học sinh đang ngồi trong lớp học mà tâm bị phóng dật là người học sinh đang mắc vị trí người học sinh ở trong lớp đang học. Vâng đó, người hành giả đang ngồi thiền mà tâm họ phóng dật, người hành giả đó mắc vị trí một vị thiền sinh đang ngồi tu tập về thiền. Khoan nè, họ trở thành một người quả sĩ, họ trở thành một nhà điêu khắc, điêu khắc cuộc đời của họ và quả sĩ bức tranh cho họ đang vẽ. Rồi chưa, ta nghĩ tại đây người ta hành thiền.
và phước báo này. Tất cả chư thiên, đến tất cả chư thiên, vua trời đế thích, vua trời đế thích, các đại tứ đại thiên vương, các đại tứ đại thiên vương, các chư thiên thường trú tại trung tâm này, các chư thiên thường trú tại trung tâm này, các chư thiên thường trú tại chùa Phổ Hiền, các chư thiên thường trú tại chùa Phổ Hiền, chư thiên thường trú tại tông pháp thiền vị, các chư thiên thường trú tại tông pháp thiền vị, các chư thiên thường trú tại chùa Quan Nghiêm, các chư thiên thường trú tại chùa Quan Nghiêm, các chư thiên thường trú tại chùa Giác Quang, các chư thiên thường trú tại chùa Giác Quang, các chư thiên thường trú tại tứ phương tam tự, các chư thiên thường trú tại tứ phương tam tự, các chư thiên thường trú trong nhà của chúng con, các chư thiên thường trú trong nhà của chúng con, các chư thiên quang hỷ, xin chư thiên quang hỷ, hoàn thiện nhân quả phước báo này, được tam phúc tam thọ, trong cảnh quả trời như hiền, trong cảnh quả trời như hiền, xin chân thành kính hồi hướng quả phước báo này, đến cụ quyền thất tổ, nội ngoại hai bên, ông bà cha mẹ của chúng con đã quán phản. Hoan hỷ lẫn chung, hưởng được phước quý ung
trong ngày bị lại. Sa-thu. Rồi, ngài đại thế hay sư thế? Ngài đại thế hay sư thế? Câu trả lời là câu hỏi này là câu trả lời cái đó rồi đó. Thấy rõ ha, thấy rõ bài học chúng ta lần này có liền chứ gì, có là liền ha. Sao đấy đấy sao có một lúc con cái tâm bậc con ta thở con, nhưng mà con cũng vẫn biết là cái chân của con đang bị đau, thì con cứ tâm bậc thở con cái từ đó cái con không cảm thấy cái chân của con bị đau nữa, và cái con cảm thấy cái sensitive cái làn da của con nó trở mạnh hơn lúc nãy. Cái đó là lần đầu tiên con cảm nhận được cái con bắt vô nó cái trở động, cái con trở lại cái thấy được cái chân của con đau trở lại, cái con cảm thấy được cái đau trở lại đó quay đi. Dạ lúc anh chưa con đang giảng đáng ngồi chứ mình đừng chút xíu nữa con đòi. Đó, cái tâm mình bắt ra hai cảnh đó, tâm mình bắt qua một cảnh và hai cảnh. Thì đó đó khi mà chú tâm mạnh về hơi thở đó, yeah. Thì cái mình không thấy nó đào lúc đó, yeah. Phải là tự động, yeah. Đó cái mình chưa tự động tức là như là tự nhiên vậy đó, không có phát nào gọi là tự nhiên. Nó có duyên nhân, nó có cái lý do hay là nó có cái sự gì của nó, do đó mình chưa hỏi rõ đó, thì mình nói là tự động. Thực ra nó như vậy đó, nó có cái dẫn đến của nó. Mà dẫn đến của nó đó là khi tâm mình chú tâm một cái vấn đề gì đó, mình quên cái chuyện kia. Ví dụ như mình ngồi mình mê coi phim quá đó, mình quên đói bụng mà. Tức là khi mà cứ là phim nó hết rồi, nó mình chưa ăn cơm, cái mới làm cho chạy xuống lò. Cái đó là thường thường nó đến với ta là cách rất là máy móc, mà cái đó là cái thói quen, mà cái thói quen đó nó được lặp lại nhiều lần, cái đó là cái tập khí. Chính do đó khi mà mình đến á, khi tâm của mình nó đến cái trạng thái gì mà nó mạnh nhất, dữ dội nhất, rõ nét nhất và đầy đủ nhất á, thì tâm mình thiên hướng về đó rất mau lẹ và mình không có còn biết gì khác hơn. Thì khi mà mình thiên hướng về đó cách mau lẹ mà không còn biết gì khác hơn đó, thì tất cả những cái gì nó có nó chi phối mình hết, và mình mắc cả cái sự chủ động của mình, hay là mắc cả sự quyết định của mình, mắc cả cái sự suy nghĩ của mình, mắc cả sự hiểu biết của mình. Đó là như vậy. Thường thường người ta thường nói môi hở thì ăn lạnh đó nè, hay là khi mà con ta đau á thì buộc thắt tương can mình mắc hết, tại vì đó là máu mủ huyết sống của mình. Nhưng mà thật ra nó không phải, vì mình có cái tâm quen như vậy đó. Chứ thật ra nếu như á, cái người mà có sự sáng suốt trí tuệ đó, họ đứng tất cả hai cái đó rõ ràng, chứ không có bị thiên hướng, chứ không bị chi phối, không bị dẫn dắt, không bị lôi kéo một cách mạnh liệt như vậy được đâu. Nhưng tại mình thói quen rồi. Mà mình cái đó thói quen đó nó đập nhiều lần trong cái nghiệp quá khứ của mình, trong đời trước cho tới đời nay mới coi cái này thôi, hay là từ hồi nhỏ cho tới lớn hôm nay mình có cái hiện tượng đó nó lặp lại. Khi hồi nhỏ mình có gì mình không vừa ý đó, mình ép mình la, giờ bây giờ đó cái gì nó mạnh nó dữ mình lo, nó lo mình theo cái đó, nó coi cái đó, chính cái đó đó bây giờ mình phải sửa nó lại để gì, mình phải có hình thức là khách quan, chứ không có một cái chủ quan, cũng không có một cái bi quan, mà cũng không có một cái lạc quan, thì mình mới giải quyết được một cách sáng suốt và một cách công minh rõ ràng được. Còn không là mình thiên hướng lệch lạc hết, luôn luôn là như vậy. Mà cái đó cũng là một cái kiến để cho mình thấy thành kiến của mình bị chi phối. Cái đó là cái thành kiến. Cái thành kiến là cái cửa ngõ đầu tiên mình vô sơ đạo sơ quả. Quả nhiều lâu cũng là cái thành kia. Nên cái khi đó mình bị nó lo đi, thì cái thành kiến mình lớn hơn cái lý trí của mình. Mình bị nó lo đi thì cái thành kiến mình đó lớn hơn cái lý trí của mình. Nhưng mà mình chế ngự được cái thành kiến, cái sự lo kéo của nó đi,
thì lý trí của mình nó dừng lại trước ngưỡng cửa thanh kiếm thì cám dỗ, bị cám dỗ bởi thanh kiếm, mình không làm được cái đó, mình chịu thua. Mình thua thì mình trở lại hiệp thế, mình tu nữa để mình qua siêu thế, làm sao? Khoan đó, thì mình đang có đời thế mình phải lo đó chứ, chừng nằm siêu thế thôi. Là như vậy đó. Mà bữa nay sư xã thiền sớm hơn chút đó, tại vì lâu nay mình nghỉ ra 2 tuần đó, mình không có chết. Bây giờ nên mình trở lại đó, mình đâu từ đầu là đầu nữa. Trời, vậy con tưởng được con hay quá rồi. Đâu cho sợ là phần phúc. Đại xã là phần phúc. Dạ, đại xã là phần phúc mà. Tại vì sư thấy nó nhớp nhấp 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 rồi. Sư nhớp nhấp 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 hết rồi. Rõ ràng. Rõ ràng nhấp nhấp nữa. Có người còn đang ngồi cạnh người ta khác nữa. Có người đang ngồi canh, ủa cái người này đã thấy đây đâu mất tiêu hả? Ủa ông nào còn sau lưng tôi? 10 phút đã quả với tụi con đó sư. Đó thừa hay lắm, đó thừa 10 phút đã quả. Không có, sư biết tâm lý nó vậy thôi. Nhưng mà thưa sư hôm nay không thấy sư hắn đọc. Hả? Không thấy sư hắn đọc. Không có, không có hắn đọc. Sư cho nó đi tới tự nhiên đó. Để mình xem mới nhìn mới thấy chứ. Thế mà xem có hàng dòng không có tầng hát, xem có hét kho hàng vậy đó, xem mới nhìn thấy. Nhìn thấy mình hẹp hiệp thế. Chứ không mà siêu thế rồi, thôi em là gác tu chị ra về. Em gác tu chị ra về. Nhưng mà chưa có cái tự đó. Dễ dàng vậy. Đó. Rồi lúc đó đó, mình coi lại cái 35 mặt của mình đó. Tại cái 35 mặt là con đường đó, đáo biển ngàn đến bạn vô là giác ngồi giải thoát đó. Lúc đó đó mình có chí nguyện không? Không có chí nguyện. Lúc đó mình có ly dục không? Không có ly dục. Mình đang dục ly. Hả? Mình ly dục đó là mình bỏ hết tất cả những cái đòi hỏi mong muốn của mình nè. Cái đòi hỏi mong muốn mình là gì? Đau quá, mình đòi hỏi là xả thiền, đau quá mình muốn bỏ thiền, muốn ngừng thiền, không muốn ngồi thiền đó, cái đó là cái dục nó lên, sự mong muốn nó đòi lên, mà mình không có ly dục được, mình nói chứ ngày nào chưa đắc đạo quả, ngày đó chưa rời khỏi cái này, mình đâu có dám qua cái đó, nên đắc bồ tát bảo mà xưa có một quả ra, mà dòng máu cũng khô cạn đi, mà chưa đắc đạo quả, chưa rời khỏi bỏ cây này. Ngài có cái trí nguyện và lý dục, còn mình cũng có hai cái đó là cái 35 mặt mình chưa đủ hay là chưa đầy đủ nữa. Cái đó đó mình nhìn qua đó đó thì cái đó là một cái điểm nhỏ, những điểm nhỏ mà nó sẽ kết hợp lại thành sóng mưa lớn. Là sao? Mỗi một phút giây trong đời tu tập mình á, mà nó như vậy đó, cho mình có một cái bút kinh nghiệm nhận xét về mình, là có những khi cái chuyện dễ mình làm được mà cái khó mình bỏ cuộc mình không dám làm. Chuyện nhỏ thì cái chuyện dễ mình làm được, nhưng mà tới cái chuyện khó đó mình bỏ cuộc mình không dám làm, mình cuốn cuốn. Nó cái này là cái nhỏ nè, cái này là cái nhỏ mà nó có lớn, nhưng mà cái lớn nó ghê lắm. Đạo quả đâu có phải đơn giản, mà phải đạo quả là khó mình không có tới. Khi nào người nông dân trồng một cái cây ăn trái á, trồng xuống á, không có khi nào mà cả cái cây nó bị điếc hết á. Cái cây điếc là sao? Người nông dân gọi cây điếc là cây nó không có trái, hay là gọi là cây đực. Nó là cây đực nó không có chỗ trái, chỗ quả. Không có người nông dân nào trồng cái cây nào bị điếc hết á. Người nông dân trồng cây xuống á, là chắc chắn cây nó chỗ xanh lên, qua quả để mình gặt hái mà ăn trái. Thì sự tu tập mình ngồi đây chắc chắn sẽ mình gặt hái được đạo quả, mình sẽ tới ngày đó. Không có khi nào mà bỏ, không có mất, không có. Nhưng mà mình không có biết là mình ngồi mình đợi được không, hay là mình đi đúng đến để mình lấy được cái trái này không đó. Thế có những người ta trồng cái cây nó xong rồi, sắp sửa cái hái rồi, mình bán nhà mình dọn đi chỗ khác, mình đi mình ở chỗ khác, người khác có tới mua ta hưởng cái cây đó, ăn cái trái đó. Em còn có những người thì vừa trồng cái cây xong sự gặp sự ăn rồi thì phóng lộ đường lộ đi, người ta phải cắt cái đường đó, cây bên trái của mình nằm trong khu đường phóng lộ đường đó,
cây nó bị cưa cắt đi, bị báo, bị báo, tất cả nó đến với mình, nó sẽ cắt đứt những gì mình đang gieo trồng, mình đang gấp xúc sự được trạng thái á, nó sẽ bị cắt đi. Mà ai làm đó? Nó phải cắt đó. Nên cô Tình An nói cái bữa phút đầu quả rồi sự ngăn ngừng cô đâu phải là sự cắt đứt đó đâu. Đó là một cái nghiệp báo. Phải không? Phải không? Tất cả đó là điểm đó đó. Mình ngồi mình nghiệm ra đó. Điều đó là để cho mình rút ra một bài học mình ghi xuống. Chuyện nhỏ tôi dễ làm nè, chuyện lớn tôi làm không được. Chuyện nguy hiểm tôi không dám qua. Chuyện khó khăn tôi không có đủ nghị lực. Mình phải ghi xuống để mình mới thấy là mình còn cái gì mình cần bổ khuyết chứ. Chứ đâu phải mình một ngày mình bỏ qua, một ngày mình trôi qua đâu. Cái đó là cái sự tu tập. Sự tu tập đó là sự kiên trì bền bỉ để nhẫn nại liên tục để mà khắc phục khó khăn để mình vượt qua chứ. Cái này dễ quá đâu có phải là cái sự tu tập. Cái sự dễ nó không phải là sự tu tập. Không có cái con đường nào mà dễ đi đến thành công cách mau lẹ được đâu. Tất cả đều là vậy. Đường học trò cũng vậy đó, đường học trò cũng vậy, đường sinh viên cũng vậy đó. Đường nghề nghiệp cũng vậy đó. Thì đường đạo quả cũng là vậy đó. Nó đi như vậy thế, nó sẽ có một cái sự kiên trì bền bỉ, nhẫn nại liên tục. Mà cái sự nhẫn nại liên tục đó, giữa người này với người kia nó không có khác nhau. Nhưng mà chỉ có cái là nhiều và ít, mà đủ và thiếu, chứ không có gì khác nhau hết á. Người này có nhiều thì họ mang tới, người kia ít thì lâu tới. Người này đủ rồi thì họ có, mình còn thiếu thì mình chưa có. Cái hai cái đó không có gì khác á, nhẫn nại gì, sự bình tĩnh không có ai khác hết. Chỉ có đầy, có đủ và thiếu, nhiều và ít thôi. Ở đây chúng ta nhiều ít. Câu hỏi câu hỏi cũng là câu trả lời đó. Câu hỏi cũng là câu trả lời. Ha, thấy không? Và đó là các quý Phật tử mình, các hành giả mình đó, ngồi để nhắc nhở với nhau thôi. Sư chỉ ngồi để nhắc nhở với nhau thôi. Cái đó là cái gì đó? Sư đặt lên như vậy đó. Mình trồng cây mà sẽ có quả ăn. Mà cái quả đây đó là do cái quyết định của mình lúc ban đầu. Và bền bỉ cho nó cho tới cuối cùng để rồi mình gặt hái, không có bỏ, không nè. Vậy đó là gì? Đức Phật ngài thuyết một bài pháp thoại mà ngài nói cho như là thuyết pháp thoại đó, sơ thiện, trung thiện và hậu thiện, hoàn hảo phần đầu, hoàn hảo phần giữa và hoàn hảo phần cuối. Là ngài làm sao bỏ cái chi kiến sai lệch của mình đầu tiên, tu tập có con đường chánh kiến và con đường đạo quả, nó ba giai đoạn. Thì nói gì đó, bỏ cái tà kiến của mình, sửa đổi cái tà kiến mình trở thành chánh kiến, tu tập cái đạo quả ba giai đoạn. Thì mình cũng vậy, khi mình vô ngồi thiền á, một tiếng đồng hồ á, mình phải có ba giai đoạn. Cái đầu tiên nhất là gì? Khắc phục cái khó của mình. Cái thứ hai đó là hoàn chỉnh cái sự tu tập của mình. Và cái thứ ba đó, gặt hái là một tiếng đồng hồ, là phải có ba cái giai đoạn đó. Mà mình không có kế hoạch như vậy đó, mình không lượng làm lính mà không biết tính đó, thì mình cứ suốt đời không lên được sĩ quan. Do đó đó, các quý Phật tử có giả mình khổ có cái là ngồi không à, mà không có một kế hoạch, không có lên phương án, không có một cái quyết định. Nên xin mở cái đó ra, cái quý vị lấy cái đó làm kinh nghiệm cho cái gì sao á. Phần đầu, phần giữa, phần cuối, dù một tiếng, 45 phút, hay một giờ, hay là nửa giờ, hay là một buổi, hay là những cái giai đoạn nào, phải làm ba giai đoạn đó, phải ba cái chặng đường đó. Đến giai đoạn giữa rồi mà mình chưa xong á, thì mình thấy có thấy cái đoạn cuối mình không có cái ánh sáng rồi đó, không có kết quả đó. Hai ông mình ngồi tiếp, ngồi tới nửa tiếng rồi mà mình chưa xong cái chuyện mình đã hoàn chỉnh đó, thì 45 phút coi như là gặp mắt rồi đó. 45 phút coi như gặp mắt rồi đó, bắt đầu bị xả thiền rồi đó, tại vì có tiếng rồi.
cũng như là người học sinh á, sinh dù thí sinh đi thi đó, cho một giờ như vậy đó, mình tính hết cái giờ của mình làm rồi, mà mình không làm xong thì chút 15 phút đó, để mình coi là bài chứ gì là bài á, thì coi như là học sinh cái cuộc thi đó mình học. Tới giờ chó rồi, mình sắp sửa đọc bài rồi, mình còn đang ghi được chép đó, thì coi như là cái cuộc thi đó là mình biết kết quả rồi. À, có vậy đó, vậy đó nó sẽ chỉ nhắc các quý Phật tử hành giả của mình là để gì đó, cái kế hoạch của mình là phải có phương án lập ra rõ ràng. Đức sư á, sư có nhiều cái kinh nghiệm bởi có sự tu tập sư, là tại vì sư lập ra phương án đường đi mà không có rõ ràng vậy đó, nam sẽ làm gì, mơ sẽ làm gì, mơ sẽ làm đi tới như vậy. Mình không có nói cái nghiệp quá khứ nó sẽ đến cả ngăn mình, thì mình không có ngừa cái đó thì không tối. Thấm nè, mình đốt cái này cày lên đó, mình không có mong nó tắt. Nhưng mình gặp là không có một gió mạnh nó thổi tắt ngọn lửa của mình được. Không có nói. Nhưng mà mình biết đó, cái ngọn đèn cày này mình đốt lên đó, sáp vô đó, dây tim nó mới vô đó. Nó có bao nhiêu cái tuổi thọ nó vô đó, mình xài cái đèn cày đó để tới lúc nó hết đó, mình xài được cái gì trong đó. Trong bản đêm ngồi đèn cày mình để cho lửa đánh cháy chứ lụt đi rồi cái sáp hết đi rồi mình ngó đèn cày nó hết rồi mình tiếp mình chưa làm xong gì cả, gió nó thổi tắt lửa nằm đó, đồng ý, mình bắt cái cơ hội. Nhưng mà sáp còn tim còn là mình phải làm cho bằng được, phải xong cái ngày ngồi đèn cày nó có nhiêu đó thôi mà thảm. Nên các quý ông tử sẽ cho sư có ý kiến là như vậy. Mình nó không thể để mình bỏ qua hoài, bỏ qua hoài không được. Ha, cái đó là mình sống có kế hoạch và mình có cái phương hướng, và trong cái hội thì cũng có kế hoạch có phương hướng đó. Ví dụ như cái bài mà sư đến cũng được, một cái bài đó sư đâu có sọ, không có sọ, tới lớp học của tử là sư chuyển hai liền. Nhưng mà sư biết cái đoạn đó, cuối đoạn đó, cuối phút đoạn đó sư nhắn chỗ nào, sư thắt chỗ nào, sư chỉ hai chỗ nào sâu gọng đó, là cái bài đó đó, chút khi vô tăng ngồi thiền sẽ có cái đó, sư biết cái gì vậy, có là sư đã có kế hoạch. Không có kế hoạch đâu, có kế hoạch đâu, có ngày không có kế hoạch rồi, chứ không phải là mà bài hôm nay vậy thì bởi bài khác rồi, khác là sẽ nghe. Dạ thưa sư, cô hai con ngồi ban đầu vô thì con cũng nói như xưa là con ngồi im để quán sát ở trong mình, thì từ 5 phút sau con nghe nước miếng tôi cực thủy đại lên sư, nghe nước miếng con biết nó tuôn ra, con rút cái vô một lát thì con nghe phong đại sôi bọt bọt con nghĩ mà sôi là cũng hết, thấy rõ ràng một lát thì con thấy nó cái tay này nghe nặng lắm, nặng dưới này con nghe cái điểm tới xin này nghe nặng, địa đại lên nghe nặng, một lát cái con nghe không có gì hết trơn, không còn tay chân gì được, không thấy như vậy, không nói đồ để rồi luôn gần cái đồ, nghe không còn tay, những hai cái tay con không có ở đây, con cảm thấy gì, con nói đồ cái này là không phải của tay nữa rồi, con không thấy nữa, không thấy tay nữa rồi, là quại gì của em sinh, đó con thấy vậy. Mà con thấy con để ý vậy là con niệm đó, một lát con lặp lại đó, con niệm rồi xong là cái chuyện nó qua biến hết rồi, một lát nó cũng lặp lại y chang nữa đó, lặp như vậy lát của nước miếng cũng trào ra nữa, cũng có sôi ruột nữa, con ghi nhận hết, đều qua, như vậy đó, thấy chưa? Do đó thì quý Phật tử còn có câu hỏi thắc mắc gì không để sư giải đáp chúng ta trước khi ta nghỉ? Con có thấy nhận thấy là nếu mà con ngồi á mà đau nó, mà cái đau nó đến rồi đó, mình mà giống như xin lên giảng bài mà con ngồi mà cái đau đến đó, cái con chú vào cái tiếng nói cái sư hoặc chú vào cái lời giảng á, thì cái con ngồi được không hơn. Còn nếu mà con ngồi không mà con chú trọng vào cái đau á thì con không có ngồi được lâu bằng. Thì vậy thì trong lúc hồi nãy con ngồi thiền á thì con bị đau, cái tâm con nó muốn xả,
thì cái con nói là đi tới luôn chứ đừng có bỏ cuộc. Thì cái trong cái đầu con nó nói thầm đi tới, nhưng mà con trụ vào cái đó, con nói đi tới cái con trụ vào cái lời nói đi tới thì con thấy được an trong lúc đó. Vậy con có nên có kinh nghiệm cái đó hay không, hay là con chỉ nhìn không, mà không có nên niệm đi tới. Dạ. Mình nhìn thấy cái sự hoại diệt tan rã của sắc pháp đó đúng rồi, để mình quán thấy mình vô thường khổ vô ngã. Còn cái kia mình niệm đi tới đó, giống như cái thiền sĩ nó tập trung cho tâm mình tập trung là mình phải cho nó bể rã ra mà mình đừng hốt nè. Mình sẽ thấy luôn cái sự bể rã ra là mình mới đúng cái gì mình đang đi tìm. Chứ còn mình khích lại mình đi tới đây là gì, để tâm mình an trú là mình đó là thiền sĩ. Yeah. Sẽ làm cho mình kích lệ hơn, kích thích mình hơn. Còn mình đi lạc đi, yeah. Rồi mình thấy mình thắng, mình thành công. Mình thấy mình thành công, mình mừng. Thì cái đó là thuốc ngủ hay là thuốc phiền. Nó dụ cho mình an vui trong đó, rồi trao đó. Chứ sự bể rã này không đối diện được. Sự tan rã này không đối diện được. Và mình không chứng ngộ ra trên sự tan rã để hoại diệt này được. Mình chỉ tìm ra cái phương pháp để mà chấn an cái tâm thức mình thôi mà. Cái đó không phải là phiền quá. Cái đó mình phải đi thẳng về vấn đề. Thấy cái này được chưa? Phải chưa? Lỡ sư con cảm tạ. Để sư nghe. Khi mà nó đau thì con biết chụp được sao? Sự cả được sao? Sau đó là con có nhận chụp quán một cái hơi thở. Một cái hơi thở có thể hai cái đau. Thì khi nhận chụp cái hơi thở con có thể thở thật gì mà con không biết một cái tâm hay là cái tâm cũng bị như thế nào. Dạ. Nghe con có năm con nhiều cách vô lớp học đang vô học. Dạ. Như vậy đó hả, là lúc mà con nhìn lại cái tâm thì trong cái lúc nào mà mình thấy coi cái hơi thở mà trong lúc nào mình thấy được cái tâm mình là lúc nào cũng cay cay theo dõi chứ không phải coi vào hơi thở. Không, thì con thấy cái đau bắt đầu nó con mới thấy cái đau là con biết mình cái tâm mình có chịu không, con mới chuyển qua cái hơi thở, con không chuyển cái nó nữa. Con chuyển qua để ý cái hơi thở. Khi mà sau cái hơi thở của con á, nó trở lại cái bình thường thì con mới coi lại cái tâm của con, coi cái tâm con nó như thế nào. Không, mình lúc mà cái theo dõi cái hơi thở đó, là mình chỉ là một phương tiện để mình thấy cái diễn tiến của thực tính và thực tướng vô thường khổ như nè. Mình theo dõi cái đó. Còn cái nó đi sâu hơn nữa đó thì mình mới thấy rằng là cái này không có to cái ta của cái vô ngã của mình đó, thì mình thấy rõ hơn nữa. Còn cái mình không thấy được đó, mình lúc đầu mình coi trở lại cái tâm mình là nằm đầu để mình đánh thức lại, mình nhìn xuống lại cái đó là mới càng coi cái tâm. Chứ không cứ đi tiếp xuống sâu vô thường của đâu này, lúc đó mình muốn bỏ thoát ra luôn. Thì khi mà cái tâm con nó theo dõi thì nó biết cái đó là không phải là của mình rồi. Nhưng mà con không có đánh nó là vô ngã. Nhưng mà khi mình con nói nó phải của mình, tức là mình đang nghĩ mình của mình đang có. Không, con cũng có nghĩ thế, con biết là sự diễn sinh ra rồi nó sẽ thay đổi. Cái quan trọng là con biết cái tâm con nó hả, là cái nổi lên cái tâm. Đó, dạ, cái đó đó là cái nó lòi ra đó. Dạ. Khi mình đang nhìn sâu vô cái như vậy vô thường này á, mà mình nói với một con cái tâm của mình coi sao, là lúc đó nó trở lại cái tính thủ quẩn liền của cái tâm kiến nhanh lắm. Dạ. Lúc trước xưa thì ngủ khi con thao như vậy á thì con nói con quán niệm rằng là cái này thân này không phải của tôi với cái thân này nó không có liên hệ gì với nhau hết. Cái này là cái vô thường của đau vô ngã tới thì để cho nó tới, xong luôn trở lại hơi thở. Xong lúc sau thì một thời gian sau nó đau lại. Con lại quá hiểu là cái thân này không phải của tôi, cái này là của đau vô thường, của đau vô ngã. Không được anh bình tâm. Khi nào mà cái thân là nó đau nhất á, mà mình cứ nói cái quán tưởng là thân này phải có tôi, cái thân này là tôi, này là vô thường, có đau ngã đó, là lúc đó là cái thức buồn của mình, đó là cái chi kiến mình nên đang giải thích cái đó. Mình không có thấy pháp, lúc đó mình thấy tôi đang giải thích. Mình bỏ cái thức luôn, mình đừng có nghĩ cái tới là con này phải là của tôi, đây tôi đang đây này là vô ngã. Tại vì mình lấy lúc đấy thấy chi kiến mình giải đáp hết, chứ mình không thấy thực tướng, thấy thực tính. Lúc đó mình phải im luôn, thấy không? Nếu đó mình ví dụ như mình coi cũng phiên hai bên đánh qua đánh lại, hay là diễn viên đang diễn xuất đó, mình nói cho cái thiền viên này thiệt đâu này giả cho mình được, ai đánh dữ vậy.
không mà đùa ai mà đánh dữ cho đánh làm gì chết xong. Cái lúc đó mình đem cái chi tiết mình bỏ vô cuốn phim đó đi, và mình không thấy được cái nội dung hay là diễn xuất của diễn viên nó đang muốn nói gì cái đó. Mình mắc cơ hội coi phim. Vậy mình muốn đóng phim luôn. Bây giờ mình đừng có lau, mình cứ để cho nó lau. Thấy, giờ mình nhìn thấy, mình thấy, nhìn thấy tiếp, nhìn thấy tiếp. Còn mình đừng có nói. Khi mình nói nó trốn liền. Như trường hợp như cô Tịnh Trí đó, cô Năm đó, cô nói chứ tên chú Bồ Đào đó thì nó tê cái nó mắt luôn. Nó lặp lại lại đó. Dạ, lặp lại. Tại thì cô đang nói nó. Anh Trọn mà mình la lên nó chạy trốn liền. Nó đâu có đứng sờ sờ để cho mình nhìn thấy nó nữa. Hay đó. Mình để mình nhìn xem nó đau như thế nào. Dạ, biết chuyện như thế. Dạ, nhìn sâu vô. Nhìn sâu vô cái mình thấy nó như thế. Sư đã từng nói các quý Phật tử mình không biết có nghe không hay là quên hay là không chưa nghe. Khi sư nhìn thấy cái bắp đồ sư từ chỗ đây ngay tới đây á, nó xé ra từng sợi chỉ. Nó xé ra từng sợi chỉ, thấy nó găng lăng tăng 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 từng sợi chỉ nó đứt ra, nó đứt ra. Thấy rõ ra vậy. Sư nhìn xuống thấy xuất hàng mồ hôi hết. Và đau nhức vô cùng. Nó nhìn thấy. Sư không có một phản ứng gì hết á. Không một phản ứng và không có tỏ một cái chi kiến nào dễ mình giải thích coi đó, coi là mai vậy đó. Coi đi tới đâu? Coi tới đâu? Nó xuống dạ. Từ 2 giờ rưỡi trưa cho tới 8 giờ tối. Em xíu 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 cả. Nó xíu cả, nó xé cả. Sư nó nói là nó xé như khu vực xé. Yeah. Có, nhìn thấy. Yeah. Nhìn thấy xé, thấy có. Và không nói một gì hết đó. Mà chưa từng có. Chưa từng thấy. Mà chưa có biết cái đó. Chứ đây giờ. Học mà đâu có thấy. Giờ ngồi xuống đấy. Nó rõ như vậy đó. 2 giờ rưỡi trưa tới 8 giờ tối. Nó xé ra. Nó nát ra. Nó đi ra bỏ bên một phía rõ ràng hết. Không có một cái gì nó nhập lẫn nhau một khối lại nữa. Thấy ra gì. Mà chứ đâu có một phản ứng. Cho nó nhìn. Mình được dịp nhìn. Giờ sư không lấy một cái chi kiến Abhidhamma phán thú hay là bảy bộ Abhidhamma rồi sư giải thích gì hết đó. Chỉ ghi nhận thôi. Ngồi co thấy. Và cứ tiếp tục nhìn tiếp. Nó hết rồi thôi. Khi mà nó hết đó thì sư cũng ngồi yên coi nó ra sao. Thì nó yên, nó hết rồi. Bắt đầu mình mới thấy là gì? Không còn gì nữa hết á. Cái mình nó ngưng. Nó làm cho mình ngưng là liền. Cái mình ngân giá tiền à. Nhưng vậy thì sao một cái tình nó sự thấy được. Một cái tình của nó luôn ngại hết. Đây là tất cả. Nếu vậy thì sư phải vô lúc đầu không? Không có nói được. Phải bị bả không à. Tắt hoài vậy thôi chứ nói mình là gì hết á. Sư thì cứ theo dõi cái tâm của mình. Không có nè. À. Mình theo dõi cái tâm. Không, mình theo cái pháp và cái tâm mình biết. Rồi đừng có nói theo dõi cái tâm mình. Mình theo cái pháp và cái tâm mình phải biết mình đang làm cái gì. Cái đó là tỉnh giác và chánh niệm. Yeah. Pháp là mình chánh niệm và tỉnh giác cái tâm mình đang biết. Cái đó là tỉnh giác. Cái tâm nào mà thấy cái thân đó mà nó có những hiện tượng thay đổi. Hiểu không? Nhưng mà sư đến trước nào mới gọi là không có nói được, đến mức nào? Hỏi người ta đến mức nào sao nói được? Trời ơi trời. Tỉnh sâu. Trời ơi còn hỏi tới mức nào? Mình nấu bánh đông lan á, mình nấu nướng bánh đông lan với tức nào nó chín sư. Nó có bị khé không sư? Chắc là cái đây. Phan để con nguyên tiền con không nổi. Cái lúc nãy con ngồi đó thì lúc đầu thì nó êm, sau một lát hồi con ngồi con cũng thấy tâm nó êm đèn một lát. Thì giống như nó hơi bị cục xuống. Thì con tỉnh lại. Con ngồi tí. Lúc thì nó tê xong nó đau thì nó giật giật. Nó xé xé à. Sau mấy con nó cũng coi nó làm sao thì thấy nó nóng lên, thấy cái tâm nó bắt đầu nó giống như là muốn thay đổi. Sau con muốn ngồi tiếp nữa thì thấy cái tiền nó giống như nó đập mạnh hơn. Thì rồi con cũng đang tiếp tục vậy đó thì lúc đó thì cho nghỉ nha. Trời ơi, sư là gì cũng tin cho cô rồi. Nhưng mà cái lúc mà sư đang ngồi mà nó không có tỉnh táo thì con cũng tiếp tục ngồi để con coi tiếp. Nhưng mà trong cái lúc mà ngồi như vậy, cái tâm nó muốn giống như là nó muốn thay đổi, nó muốn đi ra đó thì lúc đó phải niệm cái gì? Không có niệm.
chỉ nhìn, nhìn mình không có niệm, mình mới coi là cái tác ý của mình đó. Đại sư chỉ coi cái tác ý nè, tác ý là hiện tại rồi mình có thu thúc được không, mình chế ngự được không, diệt trừ được không, tức là bài con rồi mình có chế ngự được không. Đầu tiên mình coi cái tác ý hiện tại là mình có chế ngự được không. Chế ngự là gì? Mọi sự cám dỗ, mọi sự kích thích, mọi sự kêu khó đó, mình có chế ngự nó được không? Còn cái quá khứ nó đến với mình đó, mình có thu thúc lại không? Đừng có nghĩ tới nó không? Còn cái vị lai nó đang kéo tới để mình lo mình ra đó, xả thiền đó, cái vị lai đó mình có diệt trừ được không? Không thôi, mình buông. Mình lắp lại cái kỳ sao. Phải không? Nó ra, bài học nó dễ mà. Cái bài học nó cứ gắn chưa xóa nữa. Nó một sờ rồi thế nè. Đâu phải từ hành tinh khác đó. Đấy đâu bài học sẽ đưa ra đó, các bạn là chưa xóa. Đó. Nó muốn ra thì con nói nếu mà thấy đau có nghĩa là vẫn còn bị dính mắt. Không. Nếu mà vẫn thấy đau á là cái thanh kiến vẫn còn thì ở trong thức vô quẩn của mình. Mình còn đang trong thanh kiến và thức vô quẩn. Còn nếu như mà nó đau không á và không có thấy đau á, lúc đó là pháp. Hiểu chưa? Còn thấy đau là còn thích tu quần, dính vô trong cái thành kiến, thấy con người đang đau. Còn nếu như mình thấy pháp đau chứ không có thấy đau á, thì lúc đó là mình qua. Đại sư lỡ rồi sư cứu tên cô, chứ không sẽ để cho cô ra luôn. Nghe chưa nghe? Trước khi con trình bày chắc con xá xịu quá. Sao vậy? Hả? Con thấy sao lạ đó. Chỉ có hôm nay, bữa nay là con ngồi đây, con thấy là cái ngồi tiền nó có ý nghĩa. Đây, mình sẽ chẳng xưa chiều nay rồi. Cái câu hồi nãy sư nói, cái câu hồi nãy mà quý Phật tử nghe. Sao con ngồi tiền không thấy gì hết, giờ thấy đau không hả? Thì chẳng có bữa nay rồi. Dạ. Thì chẳng trước bữa nay, do đó là con mới thấy này. Sư cô khỏi cần nói, sư sẽ biết rồi. Xin chào hả? Con không bao giờ thích hết trơn, con ngồi sao không bao giờ con thấy nó có ý nghĩa hết. Ngồi nó cứ quý Phật tử á, về con là cái đĩa bằng hôm nay thì sẽ thấy rằng những cái lời sư nói á, là góp vô trong các quý Phật tử mình hết á, chứ không phải là sư không nắm gom được các quý cô trong cái bài bữa học này đâu. Gần nghe lại đi. Sư chẳng cô rồi thì bữa nay con có ngồi thấy có ý nghĩa. Còn mấy trước chưa không cần sư nói pháp dùng hết, thì ra con có cô cô trong đó thì con mới cứ thấy cô cô không có ý nghĩa. Lần đầu tiên con ngồi cũng không có lần đầu tiên tại vì con mắc nhiều lần chứ không phải lần đầu tiên. Có lẽ lần đầu tiên không bao giờ con ha ha, tại vì mấy tên nay con không có con cái gì của con ngồi. Dạ, con vô con bị chỉ phố liền à, chứ không có coi gì của con ngồi. Cô coi gì của mình ngồi, coi mình có cái nghĩa. Còn khi mình coi cái con coi đó thì mình ngồi được chưa? Chưa. Sao biết hôm nay là muốn trả tiền là như thế đó, mình chịu được hết buồn đau.